Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 122. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi xa truyền đến, rất nhanh, một nam tử mặc cẩm bào xuất hiện ở dưới cửa thành. Người tới chính là Lục Gia Thế Tử, Lục Nguyên Trảm. Dương Hình nhìn về phía Lục Nguyên Trảm. Nguyên Trảm huynh, sự tình lần này, người cũng đừng quản. Ta đến là được rồi. Sắc mặt Lục Nguyên Trảm không vui. Hình huynh, ngươi nói lời này ta không thích nghe. Mặc dù ngươi ta không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng lại tình như thủ túc. Sự tình của ngươi, chính là sự tình của Lục Nguyên Trảm ta. Dương Hình do dự một chút, sau đó nói. Lần này ngươi có thể giao ra Lục Ly Ca, ta đã rất cảm động. Thực, Nguyên Trảm huynh, sự tình lần này ngươi đừng nhúng vào. Miễn cho những lão gia hỏa kia của Lục gia trách ngươi gây phiền toái cho Lục gia. Lục Nguyên Trảm hừ lạnh một tiếng. Quản những lão gia hỏa kia làm gì, Hình huynh, không cần nhiều lời, lúc trước nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta đã sớm chết ở trong tay yêu thú, nên ngươi yên tâm, lần này ta chắc chắn toàn lực trợ lực đoạt được Dương gia thế tử vị. Dương Hình do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy ta cảm ơn trước. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, hắn làm sao không rõ ràng. Sở dĩ Lục Nguyên Trảm tương trợ hắn như thế, thật ra là có mục đích khác. Hiện tại hắn cần Lục Nguyên Trảm tương trợ, mà Lục Nguyên Trảm cũng cần hắn tương trợ. Bởi vì Lục gia thế tử không phải vĩnh cửu, chỉ cần Lục gia thiếu gia còn lại quật khởi, rất có thể sẽ đá hắn xuống, nên lúc này Lục Nguyên Trảm là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cần tìm kiếm ngoại viện cường đại. Lợi dụng lẫn nhau. Đừng nói những thiếu gia thế gia này, bát đại thế gia tầm đó cũng như thế. Nghe Dương Hình nói, Lục Nguyên Trảm khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca. Lục Ly Ca, không thể không nói, ngươi rất khá, bất quá, ngươi cũng quá ngu xuẩn, lại còn dám trở về Lục gia, ngươi thực coi gia tộc muốn ngươi trở lại Lục gia. Nói đến đây, hắn cười lạnh cười. Ngươi là nghĩ nhiều, ngươi có biết, gia tộc đã sớm muốn lộng chết ngươi. Biết tại sao không, bởi vì ngươi mỗi tiến lên trước một bước, là đang đánh mặt gia tộc. Nên ngươi rõ chưa? Trên tường thành, khóe miệng Lục Ly Ca nổi lên vẻ giễu cợt. Đúng vậy, Lục Ly Ca ta trưởng thành, là ném mặt gia tộc, ha ha. Lục Nguyên Trảm cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Hình nói. Hình huynh, ngươi cảm thấy Dương Diệp kia sẽ đến sao? Dương Hình lạnh nhạt nói. Theo ta điều tra với hắn, hắn hẳn sẽ tới. Lục Nguyên Trảm khẽ gật đầu. Ta nghe nói, bên cạnh hắn có nữ tử. Nàng này thực lực cực kỳ cường đại. Dương Hình cười nói. Yên tâm, nữ nhân kia, tự có người đi ứng phó. Lục Nguyên Trảm nhìn thoáng qua Dương Hình, sau đó cười nói. Xem ra, Dương Hình huynh đã chuẩn bị hoàn toàn. Đương nhiên. Dương Hình cười nói. Lúc trước vết xe đổ của Dương Yên, ta cũng không muốn tái diễn. Lục Nguyên Trảm cười nói. Như vậy cũng tốt, yên tâm, ta sẽ trợ giúp Hình huynh một chút sức lực. Dương Hình khẽ gật đầu. Vậy xin đa tạ rồi. Lục Nguyên Trảm cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Ly Ca trên tường thành. Vậy chúng ta liền chờ đi. Thời gian từng chút đi qua, đảo mắt, một ngày đi qua, nhưng Dương Diệp vẫn không có xuất hiện. Giữa trưa, Lục Nguyên Trảm nhìn về phía Dương Hình, cười nói. Hình huynh, xem ra đường đệ của ngươi không tới. Dương Hình lạnh nhạt nói. Xem ra vị đường đệ này của ta nhìn như lỗ mãng, kỳ thực cũng là người tâm cơ cực nặng. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly Ca trên tường thành. Lục Ly Ca, bây giờ ngươi đã là phế nhân, còn sống cũng là chịu tội, đã như vậy, ta liền làm chuyện tốt, tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Chậm đã. Lúc này, Lục Nguyên Trảm đột nhiên nhìn về phía Lục Ly Ca, cười nói. Lục Ly Ca, có hối hận đi giúp Dương Diệp kia hay không? Lục Ly Ca nhìn về phía Lục Nguyên Trảm. Lục Ly Ca ta kết giao bằng hữu, kết là tâm, không có hối hận hay không hối hận. Hắn đến, lão tử cao hứng, không đến, lão tử cũng cao hứng, bởi vì lão tử biết, sớm muộn có một ngày, hắn khẳng định sẽ báo thù cho ta. Còn nữa, đồ chó hoang, nếu ta không chết, nhất định bẻ đầu ngươi xuống làm cái bô. Hai mắt Lục Nguyên Trảm nhíu lại. Ngươi khả năng không có cơ hội. Nói xong. Liền muốn ra tay. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời hiện lên rất nhanh, kiếm quang rơi xuống đất, sau đó kiếm quang tán đi,
một nam tử xuất hiện ở nơi xa. Nam tử tự nhiên là Dương Diệp. Nơi xa, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Dương Hình. Dương Hình, chọc tới ta, ngươi chuẩn bị quan tài cho cả nhà ngươi xong chưa? Nơi xa, nghe được Dương Diệp nói, thần sắc Dương Hình lập tức dữ tợn lên. Hẳn là nên nói, Dương Diệp, trước khi ngươi đến, chuẩn bị xong quan tài chưa? Dương Diệp. Giữa sân, vô số người nhìn về phía Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, mọi người biết vẫn tương đối ít, dù sao Dương Diệp không có ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ lăn lộn qua. Bất quá tất cả mọi người biết, Dương Diệp trước mắt này, là một trong các Dương gia thiếu gia. Dương gia thiếu gia nội chiến. Nơi xa, Dương Diệp ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ly Ca trên tường thành, khi thấy bộ dáng của Lục Ly Ca, sắc mặt Dương Diệp lập tức âm trầm xuống. Là ta liên lụy ngươi. Trên tường thành, Lục Ly Ca nhìn về phía Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu. Bằng hữu nói cái này làm gì? Nếu không liên lụy, bằng hữu như vậy còn là bằng hữu sao? Tựa như hiện tại, LTA không phải cũng liên lụy ngươi sao? Cho nên đừng nói những thí thoại này. Mau hai giải quyết người kia, sau đó cởi trói cho ta, bị treo ở đây, thật sự là con mẹ nó khó chịu. Dưa Cơm Diệp mỉm cười, sau đó nói. Ta hết sức. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Hình. Ngươi không phải muốn ta tới sao? Đến, hiện tại ta tới. Ngươi là muốc cùng ta đơn đấu. Hay kêu người phía sau ngươi ra cùng ta quần ẩu. Dương Hình đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp lại khoát tay áo nói. Nhìn điều dạng của ngươi, là không dám đơn đấu. Đến, kêu người đứng phía sau ngươi đi ra, mọi người đừng lãng phí thời gian. Không dám đơn đấu. Nơi xa. Trong mắt Dương Hình lóe lên vẻ dữ tợn. Dương Diệp, người thực cảm thấy mình vô địch. Lúc trước nếu không phải nữ nhân kia, người sớm đã chết ở trong tay ông cháu Dương Hư. Buồn cười là, người vẫn cảm thấy mình rất lợi hại. Trong mắt ta, bất quá là phế vật dựa vào nữ nhân mà thôi. Dương Diệp nhún vai. Dựa vào nữ nhân cũng là một loại bản sự. Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm nữ nhân đến nhờ a. Khóe miệng Dương Hình hiện lên vẻ mỉa mai. Phế vật. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Hình. Có thể đừng giống như nữ nhân kỳ kỳ oai oai như thế hay không? Là muốn đơn đấu, hay quần ẩu? Nếu như đơn đấu, đến, hiện tại chúng ta đánh, chiến đến chết mới thôi. Nếu như không dám, vậy thì kêu người phía sau ngươi ra, lão tử một người đơn đấu toàn bộ các ngươi, được không? Đơn đấu toàn bộ. Bá khí. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Mặc kệ thực lực của Dương Diệp như thế nào, nhưng từ khí thế kia, Dương Hình là bại hoàn toàn. Đơn đấu. Nơi xa, Dương Hình cười gằn. Tốt, đã ngươi muốn đơn đấu, ta liền cùng ngươi đơn đấu. Nói xong, tay hắn khẽ động, một viên cầu tử sắc xuất hiện ở trên tay hắn. Thời điểm hắn muốn xuất thủ, đột nhiên một lão giả xuất hiện ở giữa sân. Trước ngực lão giả này khắc một chữ, giới, nho nhỏ. Thế tử thi đấu còn chưa bắt đầu, các ngươi. Lúc này Dương Hình đột nhiên nói. Đây là ân oán cá nhân của ta và hắn, giữa chúng ta tự mình giải quyết, sinh tử do trời định. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn nói rất đúng, ân oán cá nhân của chúng ta, giới luật điện đừng nhúng tay. Ai sống ai chết, cũng sẽ không trách giới luật điện ngươi. Lão giả kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Tùy các ngươi. Nói xong, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi lão giả tiêu thất, Dương Hình nhìn về phía Dương Diệp. Hôm nay ta liền để ngươi biết, không có nữ nhân kia, ngươi chẳng phải là cái gì. Nói xong, tay hắn khẽ động, viên cầu lập tức bắn về phía Dương Diệp, những nơi viên cầu đi qua, không gian xung quanh bị chấn rung động kịch liệt. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, sau một khắc, hắn rút kiếm chém một phát. 15 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Sau khi nhục thân tăng lên tới chí cảnh, hắn đã có thể điệp ra 15 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật. Kiếm ra, không gian chung quanh hắn lập tức run lên kịch liệt, ngay sau đó, viên cầu của Dương Hình bị một kiếm chấn bay ngược về. Nhưng đúng vào lúc này, trong viên cầu đột nhiên dần hiện ra 3 viên cầu nhỏ hơn, 3 viên cầu nhỏ trong nháy mắt cắt về phía Dương Diệp. Nhanh, nhanh vô cùng. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, tay hơi động một chút, trong chốc lát, hai đạo kiếm quang thoáng hiện. Ầm ầm. Theo hai tiếng nổ vang lên, hai viên cầu nhỏ bị oanh bay ngược, mà đúng lúc này, Dương Diệp lại biến sắc, sau một khắc,
tay phải hắn giơ kiếm lên bổ một phát. Đang! Một thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó cả người Dương Diệp bị chấn lui về sau trọn vẹn trăm trượng. Mà hắn vừa dừng lại, một điểm hàn quang chợt lóe lên, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, giơ kiếm lần nữa bổ một phát. Đang! Dương Diệp bị chấn lui trăm trượng lần nữa. Ám khí! Trong lòng Dương Diệp run lên, hắn không nghĩ tới Dương Hình lại sử dụng ám khí, hơn nữa tạo nghệ ám khí của đối phương còn mạnh mẽ như vậy. Mà đúng lúc này, giữa sân đột nhiên hiện lên mấy đạo ngân quang, mỗi một đạo ngân quang đều mảnh như lông trâu, lấy mắt thường căn bản không thể thấy. Cảm thụ. Chỉ có thể dựa vào cảm thụ. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau một khắc, một cỗ ý cảnh kinh khủng từ trong thân thể hắn bạo phát ra. Oanh! Cỗ ý cảnh này mới xuất hiện, đã bị ba đạo lực lượng oanh nổ tung, bất quá ba đạo ngân quang cũng ầm vang tiêu tán, ngay sau đó, ba cây ngân châm thật nhỏ từ không trung chậm rãi rơi xuống. Mà đúng lúc này, xa xa Dương Hình đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó một đạo hàn quang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi rút kiếm chém một phát. Oanh! Kiếm ra, một hắc ảnh bị Dương Diệp chấn lui hơn trăm trượng. Bóng đen này chính là Dương Hình. Nhưng thời điểm Dương Hình rút lui, lại mấy đạo hàn quang điện xả tới. Lúc này Dương Diệp không có giơ kiếm đi đánh, mà chân phải bỗng nhiên dẫm mặt đất một cái, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Àm àm! Chỗ kiếm quang đến, mấy đạo ngân quang kia bị đánh tan, rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt Dương Hình. Trong mắt Dương Hình lóe lên vẻ tàn nhẫn, hai tay vẫy một cái, trong chốc lát, vô số đạo ngân quang từ trong lòng bàn tay bắn nhanh ra. Chỉ trong nháy mắt liền bao phủ Dương Diệp lại. Khi những ngân quang kia xuất hiện, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, sau đó vô số đạo kiếm quang từ trong ngân mang đâm ra. Ầm ầm. Giữa sân, từng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lúc này, một đạo kiếm quang từ trong đó xé ra, rất nhanh, kiếm quang này đi tới trước mặt Dương Hình. Hai mắt Dương Hình nhíu lại, hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Dương Diệp. Không dám khinh thường. Tay phải chiêu chiêu, viên cầu từ lòng bàn tay hắn hiện ra. Oanh! Kiếm cùng viên cầu chạm vào nhau, không gian lập tức run lên kịch liệt, sau đó cả người Dương Hình bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Dương Hình vừa dừng chân, một đạo kiếm quang lại trong nháy mắt bắn tới. Oanh! Cả người Dương Hình bị đẩy lui mấy trăm trượng lần nữa. Bất quá lần này Dương Diệp không tiếp tục truy kích, mà quay người thân hình khẽ động, bắn về phía Lục Ly Ca. Lần này hắn tới, mục đích chủ yếu không phải tới giết người, mà là tới cứu người, giết người, chỉ là tiện tay. Nhưng hắn còn chưa tới trước mặt Lục Ly Ca, một chùm sáng màu xanh lam đánh tới. Cảm giác được một màn này, trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau một khắc, hắn quay người rút kiếm chém một phát. Oanh! Chùm sáng màu xanh lam ầm vang vỡ vụn, mà Dương Diệp thì bị lực lượng trong đó đẩy lui 10 trượng. Dương Diệp quay đầu nhìn. Lúc này cách đó không xa, xuất hiện một nam tử. Nam tử này, chính là Lục Nguyên Trảm. Lục Nguyên Trảm cười cười. Diệp thiếu gia, người cùng Hình huynh tỷ thí còn chưa kết thúc. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Nguyên Trảm. Ngươi là... Lục gia thế tử, Lục Nguyên Trảm. Lục Nguyên Trảm cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đan điền của Lục Ly Ca là ngươi phế, đúng không? Lục Nguyên Trảm nhẹ gật đầu. Đúng là ta. Như thế, Diệp thiếu gia muốn giúp hắn báo thù. Dương Diệp cầm kiếm trong tay chậm rãi đi về phía Lục Nguyên Trảm. Ta là nghĩ như vậy, cũng muốn làm như thế. Không đúng, không phải nghĩ, mà là hiện tại ta liền muốn làm như thế. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nơi xa, khóe miệng Lục Nguyên Trảm nổi lên vẻ cười lạnh, sau một khắc. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, lam quang lấp lóe, ngay sau đó hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang, ngay sau đó, cả người Dương Diệp bị chấn đến hơn trăm trượng, Lục Nguyên Trảm thì chỉ lui không đến 10 trượng, nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên lại hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Trong mắt Lục Nguyên Trảm lóe lên hàn mang, muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên quỷ dị biến mất, cùng lúc đó. Sắc mặt Dương Hình lại đại biến, bởi vì cái bóng sau lưng hắn đột nhiên di động, rất nhanh, một đạo kiếm quang xuất hiện ở sau lưng hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều minh bạch.
Dương Diệp là đang dương đông kích tây, kỳ thật hắn ngay từ đầu mục tiêu vẫn là Dương Hình. Oanh! Đúng lúc này, âm thanh nổ vang đột nhiên vang lên, ngay sau đó, đạo kiếm quang phía sau Dương Hình ầm vang tiêu tán, cùng lúc đó, một bóng người từ phía sau Dương Hình liên tục lùi lại. Người này chính là Dương Diệp. Nơi xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở bên người Dương Hình, lúc này nhiều thêm một hắc y nhân. Lúc này, Dương Hình đột nhiên cười nói. Dương Diệp, ám chi pháp tắc của ngươi vô cùng kinh diễm, cho nên ta làm sao lại không phòng bị chiêu này của ngươi. Hiện tại còn có chiêu gì không? Lão huynh, lúc này trên tường thành Lục Ly Ca đột nhiên nói. Ngươi được hay không? Không được, ngươi mau trốn, về sau báo thù cho ta cũng được. Đi. Lúc này, khóe miệng Dương Hình nổi lên vẻ mỉa mai. Hôm nay hắn là đi không được. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Lập tức ba tên huyết khôi xuất hiện ở bốn phía. Nhìn thấy ba huyết khôi, hai mắt Dương Diệp lập tức híp lại, huyết khôi này, không giống huyết khôi của hắn, ba huyết khôi này mạnh hơn huyết khôi của hắn rất nhiều. Ba huyết khôi này, ít nhất là nửa bước chân cảnh. Hơn nữa còn không phải nửa bước chân cảnh bình thường. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở bên người Dương Diệp, mà An Nam Tĩnh mới xuất hiện, một đạo ngân quang đột nhiên từ trong thành bắn nhanh ra. Trong chớp mắt đến trước mặt An Nam Tĩnh. Tay An Nam Tĩnh khẽ động, liệt thiên xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó trường thương trong tay nàng bỗng nhiên đâm ra. Đang! Theo một tiếng vang chói tai, An Nam Tĩnh bị chấn đến hơn trăm trượng. Hắn là Ngân Hà bảng thứ 10, danh xưng tiểu thương thần minh mạt. Lúc này có người kinh hô. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, là một nam tử mặc áo bào trắng. Nam tử nhìn chỉ 25-26 tuổi, đầu đội khăn lụa trắng, khăn lụa cột thành một chùm rơi ở sau đầu. Mà trong tay là một thanh ngân thương. Minh Mạt, cường giả thứ 10 trên Ngân Hà bảng. Minh Mạt đi tới cách Dương Diệp không xa ngừng lại, sau đó hắn nhìn về phía Dương Hình. Hai người này, muốn người nào chết? Dương Hình cười hắc hắc. Biểu ca, không nghĩ tới người thực đến rồi. Minh Mạt thản nhiên nhìn Dương Hình, sau đó nói. Nể tình mẫu thân ngươi, giúp ngươi lần này. Dương Hình khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Biểu ca giúp ta ngăn chặn nàng này liền lờ được, đương nhiên, nếu như có thể đánh giết, vậy thì càng tốt. Chỉ là biểu ca cũng đừng chủ quan, nàng này nắm giữ 6 loại ý cảnh. Minh Mạt quay đầu nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nàng là An Nam Tĩnh, dùng tu vi luân hồi cảnh áp chế nửa bước chân cảnh. Dương Hình nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Minh Mạt khẽ gật đầu. Vừa vặn muốn kiến thức một chút. Nói xong, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, thời điểm tiêu thất, một đạo thương mang lập tức lóe lên. Nơi xa, An Nam Tĩnh nhíu mày, sau một khắc, liệt thiên trong tay nàng như bôn lôi đâm ra. Đang! Giữa sân lập tức vang lên âm thanh chói tai, ngay sau đó, An Nam Tĩnh cùng Minh Mạt riêng phần mình liên tục lùi lại, Minh Mạt lui trăm trượng ngừng lại, mà An Nam Tĩnh lại lui gần 200 trượng. Nhưng thần sắc đám người Dương Hình lại ngưng trọng lên, bởi vì Minh Mạt là cường giả trí cảnh. Mà An Nam Tĩnh chỉ là luân hồi cảnh. Nơi xa, trong mắt Minh Mạt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Không sai, không nghĩ tới hệ Ngân Hà Trung Thiên vũ trụ ta, lại ra một siêu cấp yêu nghiệt. Bất quá đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, bằng không thì ta khả năng không làm gì được ngươi. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái. Cả người hóa thành một đạo ngân mang bắn nhanh ra, thời điểm đi vào trước mặt An Nam Tĩnh không sai biệt lắm một trượng, trường thương trong tay hắn đột nhiên đâm ra, một hư ảo ngân long đột nhiên xuất hiện ở trên mũi thương. Trước mặt Minh Mạt, hai mắt An Nam Tĩnh nhíu lại, thân thể hơi nhích qua một bên, chân phải nhẹ nhàng chống đỡ ở trên mặt đất, sau một khắc, chân phải bỗng nhiên dùng sức, cả người nàng nhất thời như mũi tên rời cung xông ra ngoài. Ở trong ánh mắt của mọi người, liệt thiên trong tay An Nam Tĩnh cùng long ảnh của Minh Mạt hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Xoạt xoạt! Cả hai vừa mới tiếp xúc, giữa sân lập tức vang lên âm thanh nổ vang, ngay sau đó, không gian xung quanh rạn nứt, An Nam Tĩnh cùng Minh Mạt thì riêng phần mình liên tục lui về phía sau. Cái lui này, hai người lui trọn vẹn hơn ngàn trượng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Minh Mạt, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh muốn xuất thủ. Có thể chứ? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Có thể. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngăn chặn một hồi, ta giải quyết rất nhanh. Tốt. An Nam Tĩnh nói xong, cả người hóa thành kim quang bắn nhanh ra,
Minh Mạt cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, An Nam Tĩnh cùng Minh Mạt kịch chiến. Nhìn thấy An Nam Tĩnh cùng Minh Mạt chiến tương xứng, lúc này Dương Diệp mới quay đầu nhìn về phía Dương Hình cùng Lục Nguyên Trảm, hắn không nói nhảm, sau một khắc, cả người tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Hình, sau đó hắn rút kiếm chém một phát. 16 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Lần này hắn không có tại giữ lại, thúc giục yêu thần lực trong thân thể, đồng thời phóng ra kiếm ý cùng sát ý chí cảnh. Một kiếm ra. Oanh! Không gian chung quanh Dương Hình cùng Lục Nguyên Trảm giãn nứt, lực lượng cường đại trong đó trực tiếp chấn mọi người chung quanh liên tục lùi lại, mọi người kinh hãi, vội vàng thoát ly phạm vi chiến trường. Dương Hình cũng biến sắc, hắn không nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp mạnh như thế, không dám khinh thường, vội vàng tế ra viên cầu ngăn ở trước mặt. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, viên cầu của Dương Hình ầm vang nổ tung, mà Dương Hình thì bị Dương Diệp chấn đến hơn 1.000 trượng. Ngay thời điểm Dương Diệp tiếp tục truy kích, ba huyết khôi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó ba cỗ khí thế cường đại nghiền ép về phía Dương Diệp, mà lúc này, chân phải Dương Diệp đột nhiên dẫm hư không một cái, thoáng qua, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Hình. Bất quá ngay hắn khi xuất hiện ở sau lưng Dương Hình, một hắc y nhân nhất thời xuất hiện ở bên người Dương Hình, hàn quang lóe lên, một thanh dao găm cắt về phía yết hầu của Dương Diệp. Lần này Dương Diệp sớm có đoán trước, thời điểm bóng đen kia xuất hiện, kiếm thế của Dương Diệp đột nhiên biến đổi, lúc đầu muốn đâm về Dương Hình, trực tiếp đâm về phía hắc y nhân kia. Hắc y nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới Dương Diệp có thể như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị, dao găm cắt về phía Dương Diệp chỉ có thể vội vàng cắt về phía trường kiếm. Đang! Theo một thanh âm chói tai vang lên, hắc y nhân bị Dương Diệp chấn đến hơn mấy trăm trượng. Một kiếm đẩy lui hắc y nhân. Trường kiếm của Dương Diệp lập tức vào vỏ, sau đó quay người rút kiếm chém Dương Hình một phát. 16 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Trảm thiên bạt kiếm thuật ra chỉ sát ý cùng yêu thần lực. Phát giác được một kiếm này của Dương Diệp kinh khủng, sắc mặt Dương Hình đại biến, hai tay của hắn bỗng nhiên xoay tròn, trong chốc lát, vô số ngân quang đan xen không kẽ hở từ trong thân thể hắn bạo phát ra, trong nháy mắt bao phủ hắn cùng Dương Diệp lại. Nhưng khi những ngân quang kia đụng phải kiếm quang của Dương Diệp, như tuyết gặp than nóng, trong nháy mắt tiêu tán vô. Hình. Oanh. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Hình bị chấn đến hơn mấy trăm trượng, thời điểm bay ngược đi, một cánh tay từ không trung bay ra ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, trong miệng không ngừng phun ra mấy ngụm tinh huyết. Đúng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, phát giác được một màn này, sắc mặt Dương Hình đại biến, muốn ra tay. Nhưng lúc này đã muộn. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào phía sau lưng hắn, bất quá chỉ đâm vào ba phân liền ngừng lại. Giờ khắc này, thân thể Dương Hình cương cứng, không dám động mảy may. Mà một bên, ba khôi lỗi nguyên bản phóng tới Dương Diệp ở lúc này cũng ngừng lại, giữa sân lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới thực lực của Dương Diệp kinh khủng như thế, ở trong thời gian thật ngắn khống chế Dương Hình. Lục Nguyên Trảm cũng không nghĩ đến sẽ như vậy, hắn thấy. Dù cho Dương Hình không địch lại Dương Diệp, nhưng chênh lệch khẳng định cũng không lớn, nhưng sự thật nói cho hắn biết, Dương Hình cùng Dương Diệp chênh lệch không phải không lớn, mà là cực kỳ lớn. Đặc biệt là ám chi pháp tắc của Dương Diệp, xem như hắn cũng kiêng dè không thôi, bởi vì có ám chi pháp tắc, tốc độ của Dương Diệp xem như cường giả chí cảnh cũng đề phòng không được. Ngoại trừ pháp tắc chí cảnh, sát ý cùng kiếm ý của Dương Diệp cũng cực kỳ kinh khủng. Nói tóm lại, thực lực của Dương Diệp vượt xa tưởng tượng của hắn. Nơi xa, tay Dương Diệp có chút dùng sức, kiếm trong tay hắn lập tức tiến vào thân thể Dương Hình mấy phần. Để hắn thả Lục Ly Ca, ta không muốn nói lần thứ hai, hiểu chưa? Sắc mặt Dương Hình biến ảo, cuối cùng hắn trầm giọng nói. Trước thả ta. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang xẹt qua. Xùy. Trong mắt của mọi người, cánh tay còn lại của Dương Hình cũng bay mất. Mặc dù Dương Hình không có kêu thảm, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Lúc này Dương Diệp lại nói. Không nghe thấy lời ta nói sao? Ta nói để hắn thả Lục Ly Ca. Dương Hình trầm mặc nửa ngày, sau đó nhìn về phía Lục Nguyên Trảm, nơi xa, vẻ mặt Lục Nguyên Trảm biến ảo, đột nhiên thân hình hắn khẽ động, đi tới bên người Lục Ly Ca, sau đó tay phải chống đỡ ở trên đầu Lục Ly Ca. Thả Hình huynh, bằng không thì, hiện tại ta liền để đầu Lục Ly Ca dọn nhà. Dương Hình nhíu mày, trong mắt có vẻ nghi hoặc,
Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, đang muốn nói chuyện, lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Siết Dương Hình, bằng không thì, hiện tại ta liền để đầu Lục Ly Ca nở hoa, hiểu chưa? Nghe được Lục Nguyên Trảm nói, lông mày Dương Diệp lập tức nhíu lại, Lục Nguyên Trảm là đang diễn vai gì? Rất nhanh, hắn hiểu được. Đối phương đây là muốn để hắn cùng Dương Hình liều chết. Hắn giết Dương Hình nhất mạch chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì hiện tại còn không phải thế tử chi tranh, loại thời điểm này hắn giết Dương Hình nhất mạch khẳng định sẽ nhằm vào hắn. Đúng lúc này, âm thanh kia lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi không giết Dương Hình, hiện tại ta liền giết Lục Ly Ca. 3. Trầm mặc một cái chớp mắt, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên xuyên qua bụng Dương Hình, trong chốc lát, hai mắt Dương Hình trợn tròn, sau đó sắc thái trong mắt chậm rãi tiêu tán. Thu kiếm, tay phải Dương Diệp vung lên, thu 3 huyết khôi vào trong hồng mông tháp, sau đó nhìn về phía Lục Nguyên Trảm. Nhìn thấy một màn này, xa xa Lục Nguyên Trảm đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, tốt một màn huynh đệ tương tàn, ha ha. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong thành vang lên. Lão thất, thanh âm rơi xuống, một nam tử từ trong thành nhảy ra, rất nhanh, nam tử kia xuất hiện ở đối diện Dương Diệp không xa. Người tới chính là Dương gia tứ thiếu gia, Dương Nho. Giờ phút này trong mắt Dương Nho tràn đầy bi phẫn. Thất đệ, ta vẫn là đến chậm, ta vẫn là đến chậm. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp, người thật ác độc, vậy mà không niệm tình huynh đệ, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đánh gãy Dương Nho. Nguyên bản ta cảm thấy ta đã đủ vô sỉ, nhưng thấy ngươi, ta cảm thấy ta vẫn quá non. Nghe được Dương Diệp nói, biểu lộ của Dương Nho trở nên bình thường, qua mấy tức, hắn đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Diệp thiếu gia, chờ phụ thân cùng gia gia Dương Hình tới tìm ngươi đi. Chúng ta cáo từ trước. Tứ huynh, cứ đi như thế sao? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Rất nhanh, Dương Hình xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Đương nhiên, lúc này Dương Hình là linh hồn thể. Nhìn thấy linh hồn của Dương Hình, thần sắc của Dương Nho vô cùng khó coi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Vừa rồi ra tay quá nhẹ, không có hủy đi linh hồn của hắn. Ai nha, sao sắc mặt ngươi khó coi như vậy, chẳng lẽ này phá hỏng chuyện tốt của ngươi? Ai, khẳng định là xấu chuyện tốt của ngươi, bằng không thì sắc mặt ngươi sao sẽ khó coi như vậy? Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên mở hai tay ra. Cái này liên quan gì tới ta? Nơi xa, thần sắc của Dương Nho triệt để âm trầm. Hắn là nhìn thấy Dương Diệp giết Dương Hình mới ra ngoài, nhưng hắn không nghĩ tới, Dương Diệp chỉ hủy nhục thân Dương Hình, mà không có hủy linh hồn. Chỉ cần không hủy linh hồn, Dương Hình không coi là chết. Bởi vì dùng thực lực của Dương gia, muốn giúp Dương Hình tái tạo nhục thân, căn bản không phải việc khó. Mà Dương Hình không chết, vậy kế hoạch hắn để Dương Hình nhất mạch cùng Dương Diệp liều chết liền triệt để ngâm nước nóng. Không chỉ ngâm nước nóng, Dương Hình vốn là đồng đội của hắn giờ phút này trong lòng khẳng định vô cùng hận hắn. Đây chính là chân chính mất cả chì lẫn chài. Giữa sân, Dương Nho gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó khẽ gật đầu, cười nói. Đều nói người hữu dũng vô mưu, toàn bằng tính cách tới làm việc, xem ra tất cả mọi người nhìn lầm. Diệp thập đệ, ngươi là trong thô có mảnh an. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Chỉ là không muốn bị người sử dụng làm vũ khí mà thôi. Hắn đúng là muốn giết Dương Hình, nhưng hắn không ngu ngốc. Nếu như hắn giết Dương Hình, không hề nghi ngờ, Dương Hình nhất mạch khẳng định nhằm vào hắn, mặc dù hắn không sợ, nhưng không cần thiết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Chỉ cần hắn không giết Dương Hình, không hề nghi ngờ, Dương Hình khẳng định sẽ trả thù Dương Nho. Loại chuyện chó cắn chó này, hắn đương nhiên nguyện ý xem. Nhưng hắn cũng không muốn Dương Hình dễ chịu, cho nên trực tiếp hủy nhục thân của Dương Hình. Một bên, Dương Hình lạnh lùng nhìn Dương Nho. Tứ ca, người thật là hảo tâm cơ, chiêu liên hoàn kế này, ta bội phục. Dương Nho mỉm cười. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, thất đệ ngươi có chiêu gì, cứ việc dùng ra, tứ ca ta tận lực bồi tiếp. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Ly Ca. Giết đi. Nghe Dương Nho nói, tay phải Lục Nguyên Trảm nắm thành quyền, sau đó một quyền đánh tới Lục Ly Ca. Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bắn đến, nhưng lúc này, một cái quạt xếp mang theo tia sáng trắng đi tới phía sau hắn, chỗ quạt xếp đến, không gian bị xé nứt nát bấy,
vô cùng dọa người. Cảm nhận được quạt xếp ở sau lưng, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, hắn không có đi quản quạt xếp, bởi vì nếu như đi cản quạt xếp, Lục Ly Ca khẳng định sẽ chết. Kiếm quang đến, Lục Nguyên Trảm bị đẩy lui, nhưng quạt xếp của Dương Nho cũng trực tiếp đánh vào trên lưng Dương Diệp. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị đánh bay ra, bất quá thoáng qua, Dương Diệp đi thẳng tới bên người Lục Ly Ca, sau đó bấm tay tìm tòi, một luồng kiếm quang cắt dây thừng trói trên người Lục Ly Ca thành hai nửa, ngay sau đó hai huyết khôi tiếp nhận Lục Ly Ca. Mà Dương Diệp vừa dừng lại, một đạo trường hồng màu trắng trong nháy mắt bắn tới. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, quay người rút kiếm chém một phát. Oanh! Tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mà Dương Diệp vừa dừng lại, Dương Nho đã hóa thành một đạo bạch quang tiêu tán ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Diệp, sau đó quạt xếp trong tay hắn dương ra, trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát. Oanh! Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị đẩy lui ngàn trượng. Dương Nho muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này, một thanh ngân thương đột nhiên từ phía chân trời đâm xuống, Dương Nho dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn về phía ngân thương. Sau một khắc, tay trái hắn điểm trên mũi thương. Ông! Ngân thương run lên kịch liệt, sau đó trong nháy mắt bay ngược về, bất quá rất nhanh, ngân thương bị một cánh tay tiếp được, cánh tay này chính là Minh Mạt. Thời điểm hắn tiếp được ngân thương, toàn bộ cánh tay lập tức run lên kịch liệt, sau đó cả người lui gần 10 trượng. Sau khi dừng lại, Minh Mạt nhìn cánh tay đã rạn nứt, sau đó nhìn về phía Dương Nho, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Một kích đánh lui Minh Mạt. Dương Nho quay người nhìn về phía Dương Diệp, sau một khắc, trong miệng hắn mặc niệm một câu không biết thứ gì, cả người hóa thành một đạo bạch quang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Mà khi hắn xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, không gian sau người băng liệt, tựa như một hắc hà. Đồng tử Dương Diệp hơi co lại, kiếm vào vỏ, sau đó bỗng nhiên rút kiếm chém một phát. 16 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật điệp ra. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật ra chỉ sát ý chí cảnh cùng kiếm ý quy nguyên cảnh. Kiếm ra, không gian chung quanh Dương Diệp trực tiếp băng liệt. Sau một khắc, oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang của Dương Diệp ầm vang tiêu tán, cả người hắn lần nữa bị chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Nho muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt Dương Nho, liệt thiên bỗng nhiên đâm ra. Hai mắt Dương Nho nhíu lại, tay trái hóa trưởng đưa về phía trước, hắn trực tiếp dùng lòng bàn tay chống đỡ mũi thương liệt thiên. Lòng bàn tay cùng mũi thương vừa mới tiếp xúc, liệt thiên run lên kịch liệt, ngay sau đó liệt thiên cong thành hình cung. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của An Nam Tĩnh lập tức co rụt lại, lúc này tay trái của Dương Nho đột nhiên chấn động về phía trước. Oanh! An Nam Tĩnh cả người mang thương bị chấn đến hơn ngàn trượng. Giữa sân, mọi người chấn kinh. Bao quát Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, còn có Dương Hình. Tất cả mọi người không nghĩ tới thực lực của Dương Nho mạnh như thế. Không phải mạnh, là kinh khủng như thế. Một bên, Dương Nho nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, sau đó lại liếc mắt nhìn Minh Mạt cùng linh hồn Dương Hình. Các ngươi, hơi yếu. Hơi yếu. Hai mắt An Nam Tĩnh nhíu lại, muốn ra tay, nhưng mà có người nhanh hơn nàng, người kia chính là Minh Mạt. Thời điểm Dương Nho nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo ngân mang tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Nho cười lạnh một tiếng, sau một khắc. Chân phải hắn bước ra một bước, sau đó điểm ra một chỉ. Trên chỉ, lượn lờ lấy một vòng bạch quang nhàn nhạt. Ở trong ánh mắt mọi người, ngón tay của Dương Nho lần nữa cùng mũi thương của Minh Mạt đụng vào nhau. Xoạt xoạt, vừa mới tiếp xúc, ở trong ánh mắt của mọi người, ngân thương trong tay Minh Mạt rạn nứt, yên lặng một cái chớp mắt. Oanh, ở trong ánh mắt của mọi người, ngân thương trong tay Minh Mạt ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó cả người Minh Mạt bị đánh bay mấy trăm trượng, mà hắn vừa mới dừng lại, Dương Nho đã xuất hiện ở trước mặt, sau đó quạt xếp trong tay cắt qua. Mặc dù trong lòng Minh Mạt chấn kinh, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh, đối với loại người như hắn mà nói, lúc cùng người đối chiến, rất rõ ràng tầm quan trọng của tâm tính, nếu như tâm tính hắn bất ổn, không cần phải nói, đã thua một nửa. Bởi vậy mặc dù chấn kinh thực lực của Dương Nho, nhưng hắn vẫn cực kỳ tỉnh táo. Thời điểm quạt xếp của Minh Mạt cắt qua, hắn lấy tay làm thương, đánh thẳng đến quạt xếp của Dương Nho. Vừa tiếp xúc đến quạt xếp của Dương Nho, sắc mặt Minh Mạt đại biến, thoáng qua. Xùy! Ở trong ánh mắt mọi người,
bàn tay phải của Minh Mạt bay ra, mà lúc này, Dương Nho đột nhiên lấn người tới, sau đó một chưởng vỗ lên ngực Minh Mạt. Bành! Theo một tiếng nổ vang, Minh Mạt bị chấn đến hơn ngàn trượng, hắn vừa mới dừng lại, mấy ngụm tinh huyết từ trong miệng phun ra. Mà lúc này, chân phải Dương Nho nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Xa xa trong mắt Minh Mạt lóe lên vẻ dữ tợn, sau một khắc, tay trái hắn khẽ động, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Oanh! Thời điểm trường thương xuất hiện, một cỗ ý cảnh kinh khủng đột nhiên từ trong thân thể hắn bao phủ ra. Chí cảnh! Thương ý chí cảnh! Sau một khắc, chân phải Minh Mạt dẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo thương mang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhân thương hợp nhất! Bên người Dương Diệp, An Nam Tĩnh đột nhiên trầm giọng nói. Nhân thương kết hợp hoàn mỹ, rất lợi hại. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa, thời điểm Minh Mạt tiêu thất, Dương Nho đột nhiên ngừng lại, sau đó hai tay của hắn ở trước ngực kết thủ ấn kỳ dị, thoáng qua, một chữ, văn, từ trong hai tay hắn thoáng hiện. Rất nhanh, chữ, văn, cùng Minh Mạt nhân thương hợp nhất đánh vào chung một chỗ. Vừa mới tiếp xúc, oanh, một âm thanh nổ vang rung trời vang vọng, ngay sau đó, không gian trong phương viên mấy ngàn trượng rạn nứt, cùng lúc đó, Minh Mạt cả người mang thương bay ngược ra ngoài. Vừa dừng lại, Minh Mạt quỳ một gối xuống dưới, cùng lúc đó, máu tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra, trong khoảnh khắc, trước ngực hắn bị nhiễm thành màu đỏ. Bại. Ngân Hà bảng xếp hạng thứ 10 Minh Mạt bại. Nơi xa, Dương Nho nhìn lòng bàn tay một chút, trong lòng bàn tay đã rạn nứt. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Minh Mạt. Ngân Hà bảng thứ 10, người miễn cưỡng không có bôi nhỏ cái bài danh này. Nơi xa, Minh Mạt lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Nho. Ngươi là truyền nhân cổ tu giả. Truyền nhân cổ tu giả. Nghe được Minh Mạt nói, trong lòng mọi người lập tức giật mình, bao quát Dương Hình. Cái gì gọi là truyền nhân cổ tu giả? Truyền nhân cổ tu giả, là người từng thu được truyền thừa của những cổ tu giả kia, loại người này, được xưng là truyền nhân cổ tu giả. Dương Nho cười cười, sau đó nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Dương Hình nói. Ở trong Dương gia thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ đại tỷ thần bí khó lường của chúng ta, còn có đại ca cùng cửu đệ có vẻ bệnh tật, người còn lại, ta thực không để vào mắt. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Bao quát ngươi. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên đóng lại, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp từ trong nhục thân vọt ra, linh hồn hắn hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi bản linh hồn. Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, nơi xa, sắc mặt Dương Nho đột biến, quạt xếp trong tay bỗng nhiên dương ra. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Nho bị chấn đến 2.000 trượng, hắn vừa dừng lại, quạt xếp trong tay soạt soạt rách ra, ầm vang hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, khóe miệng hắn tràn ra máu đỏ tươi. Nơi xa, trường kiếm Dương Diệp chỉ xéo mặt đất, nhìn Dương Nho nói. Đến, tiếp tục giả vờ, lôi không bổ ngươi, ta bổ ngươi. Nơi xa, Dương Nho lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm hồn kỹ, không nghĩ tới, ngươi còn có chiêu này. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Muốn tiếp tục so tay một chút không? Dương Nho khẽ lắc đầu. Không cần lãng phí thời gian, chúng ta thi đấu gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà Lục Nguyên Trảm thì nhìn thoáng qua đám người Dương Diệp nói. Chư vị, Lục gia không chào đón các ngươi. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ giữa sân lóe lên. Hai mắt Lục Nguyên Trảm nhíu lại, tay phải hóa trưởng vỗ về phía trước. Oanh! Kiếm quang tiêu tán, nhưng Lục Nguyên Trảm cũng bị đẩy lui 10 trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Như thế nào, khó chịu, cắn ta. Tay phải Lục Nguyên Trảm nắm chắc thành quyền, nhưng đúng lúc này, thanh âm của Dương Nho đột nhiên từ trong thành truyền đến. Lục huynh, không vội ở nhất thời. Lục Nguyên Trảm lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chờ lấy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sao bọn hắn không xuất thủ? Bên người Dương Diệp, An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Đầu tiên, bọn hắn giết không được chúng ta, trừ khi cường giả chân cảnh của Lục gia ra tay. Tiếp theo, bọn hắn sẽ không ở hiện tại cùng chúng ta liều chết, bởi vì không có ý nghĩa. Liều chết,
coi như chúng ta chết, bọn hắn khẳng định cũng không dễ chịu. Mà Dương gia cũng không chỉ có ta và Dương Hình, còn có thiếu gia khác, hắn cần đề phòng thiếu gia khác. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, không có nói chuyện. Dương Diệp nhìn về phía Lục Ly Ca. Không có sao chứ? Lục Ly Ca trợn trắng mắt. Ngươi nhìn bộ dạng này của ta giống như không có chuyện gì sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua phần bụng của Lục Ly Ca, sau đó nói. Sau khi trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi chữa trị đan điền. Lục Ly Ca khẽ gật đầu, đan điền vỡ vụn, ở hệ ngân hà trung thiên vũ trụ cũng không phải chuyện ghê gớm gì, bởi vì có rất nhiều đồ vật có khả năng chữa trị đan điền. Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Hình đột nhiên nói. Liên thủ không? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dương Hình. Liên thủ. Dương Hình nhẹ gật đầu. Đại tỷ thì không cần nói, nàng không cách nào tham gia thế tử thi đấu, nhưng mặc kệ là đại ca hay Dương Nho, cùng cửu đệ trước đó Dương Nho nói tới, bọn hắn đều không phải đèn đã cạn dầu, người ta không liên thủ, căn bản không có cách chống lại bọn hắn. Dương Diệp lắc đầu. Không liên thủ. Vì cái gì? Dương Hình trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Hình. Bởi vì ta không muốn ngày sau bị người ở sau lưng đâm một đao, còn nữa, ta xưa nay người không chọc ta không chọc người. Cho nên người đừng tới tìm ta phiền phức, chúng ta chẳng khác nào liên thủ. Nếu như lại tới tìm ta phiền phức, hoặc giở trò với ta bảo đảm, lần sau ngươi sẽ không có cơ hội nói chuyện nữa. Nói xong, đám người Dương Diệp quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Hình trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn nhìn về phía Minh Mạt. Không có sao chứ. Minh Mạt khẽ lắc đầu. Ta hộ tống ngươi trở về. Rất nhanh, Minh Mạt cùng Dương Hình cũng tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi Dương Hình cùng Minh Mạt rời đi, Dương Nho cùng Lục Nguyên Trảm lại xuất hiện ở cửa thành. Vì cái gì không lưu bọn hắn lại? Lục Nguyên Trảm trầm giọng nói. Lấy thực lực của chúng ta, lưu bọn hắn lại hoàn toàn có thể. Dương Nho khẽ lắc đầu. Không được. Không được. Lục Nguyên Trảm nhìn về phía Dương Nho. Dương Nho nhẹ gật đầu. Nguyên bản ta cũng cảm thấy có khả năng lưu lại, nhưng ta không nghĩ tới Dương Diệp biết kiếm hồn kỹ, sát ý cộng thêm kiếm ý của hắn, lại tăng thêm kiếm hồn kỹ, cho dù là ta, cũng không dám chủ quan. Còn có nguyên nhân khác, đúng không? Lục Nguyên Trảm nói. Dương Nho khẽ gật đầu. Trong tay Dương Diệp còn có một thanh kiếm gỗ, lúc trước hắn dùng kiếm này ngạnh kháng qua cường giả chân cảnh. Nếu hắn dùng kiếm này, chúng ta căn bản không lưu hắn được, dù cho lưu hắn lại, khẳng định cũng sẽ trả giá thê thảm. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn phía chân trời, sau đó nói. Còn nữa, ta đang tính kế người khác đồng dạng đang tính kế ta. Một cái sơ sẩy, vạn kiếp bất phục. Lục Nguyên Trảm nhẹ gật đầu. Minh bạch. Rất nhanh, hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi hai người tiêu thất không lâu, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện. Trầm mặc mấy tức, sau đó lắc đầu. Đáng tiếc. Nói xong, thân hình cũng tiêu thất. Chấm. Dương Diệp mang theo Lục Ly Ca về Thiên Cơ Thành. Mặc dù Lục Ly Ca bị trọng thương, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng, ở dưới hồng mông tử khí của Dương Diệp trị liệu, đã có thể hành động, bất quá lại biến thành một người bình thường. Thu xếp tốt Lục Ly Ca, Dương Diệp đi tới Phụng Tiên Các, sau đó tìm Dương Huyên. Vì Lục Ly Ca mà tới. Dương Huyên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Huyên, sau đó nói. Ngươi đều biết sự tình, ta cũng không muốn nói nhiều. Có phương pháp gì trị liệu đan điền của hắn hay không? Trước kia hắn có được bảo vật có thể trị liệu đan điền, là tạo hóa quả, nhưng tạo hóa quả đã bị Tiểu Bạch cùng Tử Nhi làm đồ ăn vặt ăn sạch. Không chỉ tạo hóa quả, trước kia hắn lấy được những bảo vật kia, đều bị Tiểu Bạch cùng Tử Nhi ăn sạch hết. Mặc kệ Tiểu Bạch hay Tử Nhi, cũng sẽ không khách khí với hắn. Dương Huyên có chút trầm ngâm, sau đó cong ngón búng ra, một trái cây bạch sắc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trà quả, có hiệu quả tái tạo đan điền. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Huyên, cũng không khách khí, lập tức thu trà quả vào, sau đó muốn đi, lúc này Dương Huyên đột nhiên nói. Thi đấu còn có 3 ngày bắt đầu, chuẩn bị xong chưa? Dương Diệp lắc đầu. Chuẩn bị cái gì? Không có chuẩn bị. Dương Huyên trầm giọng nói. Ngươi biết khốn cảnh của ngươi bây giờ không? Dương Diệp nhìn về phía Dương Huyên. Xin lắng tai nghe. Dương Huyên nói. Dương gia có rất nhiều người múa ổ ngươi chết. Dương Diệp nhẹ gật đầu.
Ta biết. Ngươi biết. Dương Huyên nhìn về phía Dương Diệp. Vì sao ngươi biết? Dương Diệp cười cười. Cái này ngươi đừng quản, nói tiếp ngươi muốn nói. Dương Huyên có chút trầm ngâm, sau đó nói. Hẳn là một vài thủ hạ của phụ thân ngươi nói cho ngươi, bất quá như vậy cũng tốt, tránh ta giải thích thêm. Ở Dương gia, lợi ích gia tộc là chí thượng, nếu như tiềm lực của ngươi đạt đến trình độ nhất định, xem như gia chủ cũng đừng nghĩ giết ngươi, chí ít hắn không thể công khai giết ngươi. Bởi vì trưởng lão điện chắc chắn sẽ không để hắn tới giết ngươi, nhưng tiền đề là tiềm lực của ngươi đủ tốt. Dương Diệp nói, phải đạt đến trình độ gì mới được? Dương Huyên trầm giọng nói, thế tử, trở thành Dương gia thế tử. Chỉ cần ngươi trở thành Dương gia thế tử, liền có thể đạt được trưởng lão điện che chở. Phải nói, chỉ cần ngươi trở thành Dương gia thế tử, là có thể đạt được phần lớn người Dương gia che chở. Bất quá, rất nhiều người sẽ không để cho ngươi trở thành thế tử. Người nào? Dương Diệp hỏi. Dương Huyên nói. Một chút thủ hạ năm đó của phụ thân ngươi, đặc biệt là những thủ hạ ở cuối cùng phản bội hắn. Những người kia, đều sợ ngươi sẽ trả thù bọn hắn, hiện tại không sợ, nhưng bọn hắn sợ ngươi ngày sau nắm giữ Dương gia sẽ thu về tính sổ, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ ở trong bóng tối động tay chân. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Dương Diệp quay người muốn đi. Lúc này Dương Huyên lại nói. Nhớ kỹ, chỉ có trở thành Dương gia thế tử, người mới có thể sống, rõ ràng chưa? Dương Diệp liếc mắt nhìn Dương Huyên, sau đó quay người ra gian phòng, hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở phía chân trời. Sau khi Dương Diệp đi không lâu, Cổ Tu cùng Thiên Hồ đột nhiên xuất hiện. Cổ Tu nhìn thoáng qua Dương Huyên, sau đó nói. Phượng thống lĩnh mới vừa nói là có ý gì? Dương Huyên lạnh nhạt nói. Để hắn cố gắng đi tranh thế tử vị, bằng không thì, người cảm thấy ta có ý gì? Cổ Tu nhìn Dương Huyên hồi lâu, sau đó nói. Nhưng sao ta cảm giác Phượng thống lĩnh là đang nhắc nhở hắn cái gì? Dương Huyên cười cười. Cổ Tu, người cảm thấy ta đang nhắc nhở hắn cái gì? Chủ thượng có ý tứ gì? Là để hắn giết những thiếu gia kia của Dương gia, nếu như hắn không đi tranh thế tử vị, hắn làm sao đi giết các thiếu gia? Chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được? Hắn căn bản vô tâm tranh đoạt thế tử vị, nếu như không để cho hắn hiểu được khốn cảnh hiện tại của hắn, hắn rất có thể sẽ lựa chọn rời khỏi. Không phải sao? Cổ Tu nhìn Dương Huyên hồi lâu, sau đó cười nói. Xem ra là ta đa tâm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Phượng thống lĩnh hẳn phải biết tiềm lực cùng thực lực của chủ thượng, cho nên khẳng định là sẽ không làm chuyện bất lợi đối với chủ thượng, đúng không? Dương Huyên lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Tu đang muốn nói chuyện, lúc này Thiên Hồ đột nhiên nói. Không cần ở sự tình này lãng phí thời gian. Dương Diệp này cực kỳ quan tâm thân nhân của hắn, chủ thượng muốn chúng ta đi thiên tuyển hệ khống chế thân nhân của hắn. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Huyên. Là Phượng thống lĩnh người đi, hay chúng ta đi? Dương Huyên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này Cổ Tu đột nhiên nói. Ta nhìn, vẫn là chúng ta đi thôi. Thiên Hồ nhìn thoáng qua Cổ Tu, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta đi, ta. Nói đến đây, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến, muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, một nam tử đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở phía sau nàng, sau đó một thanh kiếm đặt ngang ở trên yết hầu. Nam tử này không phải người khác, chính là Dương Diệp. Cổ Tu cùng Thiên Hồ kinh hãi, bọn hắn đều không nghĩ đến Dương Diệp sẽ núp trong bóng tối. Bao quát Dương Huyên cũng không nghĩ tới. Nàng mới vừa rồi tưởng Dương Diệp đã rời đi. Dương Diệp nhìn Thiên Hồ gần trong gang tấc. Nghe nói người muốn đi thiên tuyển hệ. Đi làm cái gì, là du lịch sao? Một bên, Cổ Tu trầm giọng nói. Dương Diệp, người chớ làm loạn, nàng là một trong bảy đại nguyên soái, người như giết nàng, tất sẽ. Sẽ như thế nào? Dương Diệp đột nhiên đánh gãy Cổ Tu. Sẽ bị trừng phạt sao? Lão tử sợ cái bóng. Nói xong. Tay phải hắn bỗng nhiên dùng sức. Xuy. Đầu của Thiên Hồ bị Dương Diệp cắt xuống, kiếm ý nhập thể, trong nháy mắt phá hủy sinh cơ cùng linh hồn của Thiên Hồ. Một kiếm đánh giết Thiên Hồ, Dương Diệp nhìn về phía Cổ Tu biến sắc, sau một khắc, hắn quay người, tiêu thất ở phía chân trời. Muốn chạy trốn. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, sau một khắc, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo huyết quang tiêu thất ở phía chân trời. Rất nhanh,
toàn bộ cường giả Thiên Cơ Thành đều bị kinh động. Dương Diệp đang đuổi giết Cổ Tu, một trong 7 đại nguyên soái. Khi biết được tin tức này, rất nhiều người sắc mặt cổ quái. Đặc biệt là giới luật điện điện chủ. Khi giới luật điện điện chủ Dương Luật biết tin tức này, hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Gia hỏa này, lại nổi điên cái gì a? Để ta yên vài ngày không được sao? Rồng có vảy ngược, chạm vào liền giận. Vảy ngược của Dương Diệp là cái gì? Người thân. Nguyên bản theo Dương Diệp, mặc dù Cổ Tu cùng Thiên Hồ không có hảo ý với hắn, nhưng hắn cũng không cần thiết ra tay với bọn họ, đối phương lợi dụng hắn, hắn đồng dạng có thể lợi dụng đối phương. Cho nên tới nay, hắn không hề động thủ. Nhưng lần này, đối phương vậy mà đánh chủ ý tới đám người Tô Thanh Thi, đây chính là hắn không thể chịu đựng. Cho nên hắn quả quyết ra tay. Bất kể hắn là nguyên soái gì, trước giết tại nói. Cổ Tu tự nhiên là muốn chạy trốn, mặc dù hắn là một trong 7 đại nguyên soái, nhưng phải biết, hiện tại Dương Diệp không chỉ có sát ý đạt đến chí cảnh, càng có ám chi pháp tắc kinh khủng, còn có An Nam Tĩnh Thần Bí ở bên người. Dưới tình huống một mình hắn, là căn bản không có khả năng chống đỡ được Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh liên thủ. Cho nên hắn quả quyết lựa chọn trốn. Rất nhanh, Cổ Tu ngừng lại, bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ Tu gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói nhảm, sau một khắc, hai tay của hắn kết thủ ấn kỳ dị, trong miệng không ngừng đọc thần chú, rất nhanh, đôi giày của Dương Diệp nhẹ nhàng run lên, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thu giày vào trong Hồng Mông Tháp. Sau khi Dương Diệp thu giày vào trong Hồng Mông Tháp, Cổ Tu ngây ngẩn cả người, mà đúng lúc này, đôi giày kia lại trở về dưới chân Dương Diệp. Cổ Tu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó miệng tiếp tục đọc, nhưng giày của Dương Diệp lại không có một chút động tĩnh. Giờ khắc này, thần sắc của Cổ Tu vô cùng khó coi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp tự nhiên là sẽ không lải nhải nói nhảm, hiện tại lải nhải nói nhảm, ngoại trừ lãng phí thời gian vẫn là lãng phí thời gian. Hắn nhất định phải mau chóng đánh giết Cổ Tu, bởi vì Dương gia khẳng định sẽ có người đi ra quản. Cho nên hắn cần ở trước khi người Dương gia đi ra xử lý Cổ Tu. Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, trong mắt Cổ Tu lập tức hiện lên hàn quang, sau một khắc, tay phải hắn hóa trưởng đánh về phía trước. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng như thủy triều từ lòng bàn tay hắn đổ xuống, sau khi cỗ lực lượng này xuất hiện, không gian trước mặt hắn như thủy triều chập trùng kịch liệt. Nhưng kiếm quang của Dương Diệp lại trực tiếp xé rách không gian, sau đó vô số đạo kiếm khí cường đại đánh về phía Cổ Tu. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ lớn vang vọng lên, Cổ Tu bị kiếm khí của Dương Diệp chấn liên tục lùi lại ngàn trượng mới dừng, giờ phút này, toàn thân hắn chỉ ít có tầm 10 vết kiếm thương, bất quá đều không nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Tu vừa dừng lại, Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một thanh kiếm bổ xuống đầu hắn. 16 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Sắc mặt Cổ Tu biến hóa, xoay tay phải lại, một cự thuẫn màu vàng lập tức ngăn ở trên đỉnh đầu hắn. Oanh! Kiếm thuẫn vừa mới tiếp xúc, thuẫn trong tay Cổ Tu liền rạn nứt, mà lực lượng cường đại trong đó trực tiếp chấn Cổ Tu bay ngược ra ngoài. Một kiếm đánh lui Cổ Tu, chân phải Dương Diệp giẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn ra. Thời điểm Dương Diệp tiêu thất, sắc mặt Cổ Tu đại biến, huyền khí trong thân thể điên cuồng tuôn ra, cuối cùng đều chui vào cự thuẫn trong tay, sau đó tay phải hắn ném đi, cự thuẫn trực tiếp đánh tới Dương Diệp. Thời điểm cự thuẫn cách Dương Diệp nửa trượng, nó đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Oanh! Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong đó khuếch tán, Dương Diệp đứng mũi chịu sào bị chấn liên tiếp lui về phía sau, bất quá lui không sai biệt lắm 10 trượng, chân phải Dương Diệp giẫm hư không một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía Cổ Tu. Nhưng kiếm quang của Dương Diệp lại trực tiếp xé rách không gian, sau đó vô số đạo kiếm khí cường đại đánh về phía Cổ Tu. C. Lão giả này, chính là giới luật điện điện chủ Dương Luật. Tay phải Dương Luật đưa về phía trước, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Oanh! Một cỗ lực lượng trong nháy mắt đánh vào trường kiếm trong tay Dương Diệp, trường kiếm run lên kịch liệt, ngay sau đó, Dương Diệp bị cỗ lực lượng này chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Diệp cúi đầu nhìn cánh tay run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Luật, khi nhìn thấy Dương Luật, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, bởi vì hắn vẫn trễ. Dương Luật thản nhiên nhìn Dương Diệp. Ngươi lại muốn làm cái gì? Dương Diệp nhìn về phía Cổ Tu. Hắn muốn giết ta.
Cổ Tu nheo mắt. Ăn nói bừa bãi, Dương Diệp, ngươi không biết nổi điên cái gì, sau đó còn vu hãm ta, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dương Luật nhìn thoáng qua Cổ Tu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ta không thấy được hắn muốn giết ngươi, chỉ thấy ngươi giết hắn. Lúc này Cổ Tu lại nói. Luật Điện Chủ, người này không chỉ muốn giết ta, còn đã giết Thiên Hồ Nguyên Soái, xin Luật Điện Chủ đưa người này ra công lý. Nghe Cổ Tu nói, hai mắt Dương Luật nhắm lại, sau đó hắn nhìn về phía gian phòng của Dương Huyên, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi giết nàng. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Giết. Dương Luật không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp. Ngươi thực cảm thấy ở Dương gia có thể vô pháp vô thiên. Dương Diệp lắc đầu. Không có nghĩ như vậy, dù sao có lão nhân gia người ở đây à. Vậy ngươi có ý tứ gì? Dương Luật nói. Dương Diệp nói. Cổ Tu này cùng Thiên Hồ ngay từ đầu tới tìm ta, nói muốn đầu nhập vào ta, nhưng thật ra là vì khống chế ta. Nhưng cuối cùng bọn hắn thấy thực lực của ta quá cường đại, cảm thấy không cách nào tùy tiện khống chế ta, cho nên muốn đi bắt thân nhân của ta, dùng cái này đến uy hiếp ta, ta ở trong bóng tối nghe được, liền trực tiếp xuất thủ. Sự tình chính là như vậy. Nghe được Dương Diệp nói, Dương Luật nhíu mày, sau đó nhìn về phía Cổ Tu đang muốn nói gì, nhưng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía dưới bắn lên, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Dương Luật. Sau đó một đạo điện quang lóe lên. Hai mắt Dương Luật nhíu lại, nâng tay lên đánh ra một chưởng. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Luật bị đẩy lui trăm trượng, mà đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dương Luật ngẩng đầu nhìn lại, lúc này sắc mặt hắn trầm xuống, bởi vì đầu Cổ Tu đã bay ra ngoài. Còn hắc y nhân kia lại trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang kích xạ về nơi xa. Chạy đi đâu? Dương Luật gầm thét. Tay phải chảo về phía trước, trong chốc lát, một bàn tay hư ảo trực tiếp xé rách không gian, bắt tới hắc y nhân kia, nhưng đúng lúc này, hắc y nhân đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn quay người bổ một phát. Xuy! Một tia chớp chợt lóe lên. Oanh! Bàn tay hư ảo của Dương Luật bị lôi điện cắt nát, sau đó đạo lôi điện trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Luật. Hai mắt Dương Luật nhíu lại, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Quyền ra! Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong quyền đổ xuống. Oanh! Điện quang tiêu tán, nhưng Dương Luật lại lần nữa bị chấn lùi lại 10 trượng. Mà lúc này, hắc y nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Luật vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới có người vậy mà ở dưới mí mắt hắn giết người, không chỉ như thế, đối phương còn bỏ trốn mất dạng. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Kỳ thật, vừa rồi Thiên Hồ cũng không phải ta giết, là người vừa rồi kia, người kia là hắc thủ phía sau màn, là đối phương giết, ngươi đi tìm tên kia đi. Kỳ thật lúc này trong lòng của hắn cũng cực kỳ khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, hắc y nhân kia lại đột nhiên đi ra giết Cổ Tu, bất quá cũng phải, hắn vừa mới vụ oan Cổ Tu ra, mặc kệ Dương Luật tin hay không, Dương Luật cũng sẽ điều tra Cổ Tu. Đối phương hiển nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên vì để phòng vạn nhất, lựa chọn giết người diệt khẩu. Dương Luật nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Vừa rồi vì cái gì không xuất thủ. Dương Diệp nao nao, sau đó vội vàng lắc đầu nói. Ta đánh không lại. Nói đùa, hắn ước gì Cổ Tu chết, cho nên làm sao lại ra tay chứ. Dương Luật nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó mới nói. Biết người kia là ai không? Dương Diệp lắc đầu. Cái này thật không biết, bất quá đối phương là chủ sử sau màn của Cổ Tu. Cho nên giới luật điện ngươi vẫn là đi điều tra đi, bởi vì ta cảm giác, trong Dương gia có người muốn tạo phản a. Tạo phản? Dương Luật cười lạnh. Ngươi cho rằng phản dễ làm như vậy sao? Dương Diệp nhún vai. Ta chỉ là thiện ý nhắc nhở, về phần có đi điều tra hay không, đó là sự tình của ngươi. Ta còn có việc, ta đi trước. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Đúng lúc này, Dương Luật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Một lần chết hai nguyên soái, ngươi cứ đi như thế. Dương Diệp giang tay ra nói. Cái này đâu có liên quan gì tới ta, Cổ Tu cũng không phải ta giết, ai giết, ngươi cũng nhìn thấy. Cái sổ sách này, cũng không thể tính ở trên đầu ta a. Dương Luật khẽ lắc đầu,
sau đó lạnh nhạt nói. Cái nồi này, dù sao cũng phải có người đến cõng, không có khả năng để cho ta tới khiêng a. Dương Diệp sầm mặt lại. Lão đầu, ta cho người biết, muốn để ta cõng nồi, cẩn thận ta đập nồi. Có chỗ tốt. Dương Luật đột nhiên nói. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp sáng lên. Chỗ tốt gì? Chỗ tốt rất lớn. Dương Luật nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Cái này a, cõng nồi, cũng không phải không thể thương lượng. Chấm. Dương Luật nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói xong, tay phải hắn vung lên, hai người lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Trong phòng Dương Huyên. Lúc này, Dương Huyên quỳ một chân trên đất, ở cách nàng không xa, là một hắc y nhân. Cổ Tu cùng Thiên Hồ hai cái ngu xuẩn này. Hắc y nhân đột nhiên nói. U, ta đã thông báo bọn họ, để hai bọn họ nhất thiết phải cẩn thận Dương Diệp, nhưng bọn hắn vẫn bất cẩn như vậy, thật quá ngu xuẩn. Một bên, Dương Huyên có chút cúi đầu, không nói gì. Sau khi mắng xong, hắc y nhân nhìn về phía Dương Huyên. Ta biết tâm tư của ngươi. Nghe vậy, khóe mắt Dương Huyên co giật, đầu cúi thấp hơn. Hắc y nhân đi đến trước mặt Dương Huyên. Ngươi đang chờ, chờ ca ca ngươi xuất hiện, đúng không? Dương Huyên trầm mặc như trước, nhưng chai ngọc thủ lại chậm rãi nắm chặt. Hắc y nhân lại nói. Muốn ra tay với ta? Dương Huyên vội vàng nói. Không dám. Lúc này, hắc y nhân quay người đưa lưng về phía Dương Huyên. Dương Huyên, ca ca ngươi là một nhân vật. Năm đó Dương gia ta trong bát đại thế gia cơ hồ là tồn tại hạng chót, nhưng nhờ hắn, hắn làm cho Dương gia ta nhảy lên trở thành tồn tại gần với Doanh gia cùng Khô gia. Nếu như lúc trước thân thể hắn không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ, giờ đây Dương gia nhất định đã vượt qua Doanh gia. Dương Huyên cúi đầu trầm mặc. Hắc y nhân lại nói. Nếu như hắn ở Dương gia, ta nguyện ý phụ trợ hắn, bởi vì hắn là người ta kính nể, bởi vì hắn có tư cách để cho ta phụ trợ. Nhưng Dương gia hiện tại, ai có tư cách để cho ta phụ trợ? Dương Huyên trầm mặc như trước. Hắc y nhân lại nói. Dương Huyên, ta biết, người đã sớm đạt đến nửa bước chân cảnh, thậm chí đã có khả năng đối kháng cường giả chân cảnh. Hai mắt Dương Huyên nhíu lại, ngọc thủ cầm chặt hơn. Tay phải hắc y nhân đột nhiên một phung, giữa sân, tràng cảnh một trận biến ảo, rất nhanh, hắn cùng Dương Huyên xuất hiện ở trong một thế giới mênh mông. Hắc y nhân nhìn Dương Huyên. Cường giả đều không cam tâm phụ trợ người, ta hiểu. Đến, ra tay, năm chiêu không đánh bại ngươi, tương lai của ngươi, chính ngươi lựa chọn. Nơi xa, Dương Huyên trầm mặc nửa ngày, sau đó nàng chậm rãi đứng lên. Oanh! Một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nàng bừng lên. Nửa bước chân cảnh, tay Dương Huyên khẽ nhúc nhích, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay, sau một khắc. Cả người nàng hóa thành một đạo thương mang hỏa hồng bắn ra. Mà lúc này, xa xa hắc y nhân đột nhiên đưa tay bổ một phát. Xuy, một tia chớp đột nhiên lóe lên, sau khi lôi điện xuất hiện, toàn bộ phía chân trời tuôn ra một trận hào quang sáng chói. Oanh, nơi xa, Dương Huyên bị chấn đến hơn ngàn trượng, mà trường thương trong tay đã hóa thành bột mịn. Dương Huyên ngẩng đầu nhìn về phía hắc y nhân. Ngươi là truyền nhân cổ tu giả. Hắc y nhân hai tay thả lỏng phía sau. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Huyên trầm mặc. Lúc này, hắc y nhân lại nói. Dương Huyên, thực lực của ngươi ở Dương gia, không tính đỉnh tiêm, nhưng mưu trí của ngươi lại rất tốt, lại có thể mang binh, ta cần ngươi phụ trợ. Dương Huyên trầm giọng nói. Ngươi làm như vậy, có thể sẽ để Dương gia phân liệt, coi như không phân liệt, Dương gia cũng có thể sẽ nguyên khí đại thương. Hắc y nhân khẽ lắc đầu. Ngươi sai, nếu Dương gia có ta dẫn đầu, chắc chắn đột phá hiện tại, nâng cao một bước. Nhưng mà, nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Huyên. Ngươi hẳn đoán được thân phận của ta, không phải sao? Dương Huyên khẽ gật đầu. Đoán được. Hắc y nhân nói. Ta ở Dương gia hưng, ta rời Dương gia diệt. Dương Huyên biến sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc y nhân nói. Về sau ngươi sẽ biết, Dương Huyên, ta không thích cùng người tốn nhiều miệng lưỡi. Ta biết mục đích của ngươi, ngươi muốn chờ ca ca ngươi trở về. Ta hứa hẹn với ngươi, nếu như ca ca ngươi thực trở về, hắn vẫn là Dương vô địch lúc trước, ta nguyện ý phụ trợ hắn. Nhưng trước đó,
ngươi nhất định phải tận tâm phụ trợ ta, bằng không thì, ngươi sẽ chết. Dương Huyên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Có một yêu cầu. Nói. Hắc Y Nhân nói. Dương Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Y Nhân. Thả Dương Diệp một con đường sống. Hắc Y Nhân nói. Chỉ cần hắn không ngăn đường của ta, ta không giết hắn. Nói xong, thân hình run lên, hóa thành một đạo điện quang tiêu thất ở giữa sân. Tại chỗ, Dương Huyên trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ca, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Chấm. Giới luật điện. Nghe được có chỗ tốt, Dương Diệp vội vàng đi theo Dương Luật tới giới luật điện. Trong điện, ngoại trừ Dương Luật, còn có hai người, mà hai người này, Dương Diệp đều biết, chính là trưởng lão điện điện chủ Dương Lân, còn có Dương gia thủ hộ giả Dương Qua Vũ. Người kia là ai? Dương Lân trầm giọng nói. Người kia, dĩ nhiên là chỉ Hắc Y Nhân trước đó. Dương Luật khẽ lắc đầu. Không biết. U. Sắc mặt Dương Lân trầm xuống. Đối phương cũng dám ở trong thành giết người, hơn nữa còn ở ngay trước mặt ngươi giết người. Người này đối với thực lực của mình rất có lòng tin a. Nhưng cường giả chân cảnh trong Dương gia ta, tựa hồ không có người am hiểu sử dụng lôi điện. Chẳng lẽ đối phương ẩn giấu thực lực? Lúc này, Dương Qua Vũ đột nhiên lắc đầu. Cũng không tính cường giả chân cảnh của Dương gia ta hành tung đều bị các thủ hộ giả nắm giữ. Chẳng lẽ không phải cường giả chân cảnh? Lúc này Dương Lân đột nhiên nói. Nghe Dương Lân nói, mặc kệ là Dương Luật hay Dương Qua Vũ sắc mặt đều khó coi. Đặc biệt là Dương Luật, lúc trước hắn cùng đối phương giao thủ, liên tục hai lần đều ở vào hạ phong, ngay từ đầu, hắn coi đối phương là chân cảnh, nếu như đối phương là chân cảnh, ở vào hạ phong thì hạ phong, cũng không có gì. Nhưng nếu như đối phương không phải chân cảnh, bầu không khí ngưng trọng lên. Một lát sau, ba người Dương Lân nhìn nhau một chút, không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc càng khó coi. Lúc này, Dương Diệp nói. Lão đầu, chỗ tốt đâu? Nghe được Dương Diệp nói, ba người Dương Luật lập tức thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Trầm mặc hồi lâu, Dương Luật nhìn về phía Dương Qua Vũ có chút trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Có bằng lòng trở thành Dương gia hạ nhiệm thủ hộ giả hay không? Dương gia hạ nhiệm thủ hộ giả. Dương Diệp nhíu mày. Giống như ngươi. Dương Qua Vũ nhẹ gật đầu. Giống như ta, cả đời thủ hộ Dương gia. Dương Diệp vội vàng lắc đầu. Không hứng thú, thực không có hứng thú. Cả đời thủ hộ Dương gia, hắn cũng không có ăn no rừng mỡ. Dương Qua Vũ nhíu mày. Ngươi có biết trở thành Dương gia thủ hộ giả ý vị như thế nào không? Mang ý nghĩa địa vị của ngươi, xem như giới luật điện cũng không thể quản. Ánh mắt Dương Diệp sáng lên. Thực, nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Luật co rút, sau đó vội vàng nói. Ta nhìn ra rồi, tiểu tử này muốn trở thành Dương gia thủ hộ giả, thủ hộ Dương gia không ta không biết, nhưng hắn khẳng định sẽ làm Dương gia gà bay chó chạy. Dương Diệp. Chấm. Dương Lân cũng khẽ gật đầu. Hắn không thích hợp làm thủ hộ giả. Dương Qua Vũ còn muốn nói gì, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên ôm quyền nói. Ba vị tiền bối, ta cũng không muốn làm Dương gia thủ hộ giả, làm cái đồ chơi này, chỗ tốt không có, thí sự một đống lớn, phiền phức vô cùng, cáo từ. Nói xong, hắn quay người thân hình run lên, tiêu thất ở giữa sân. Sau khi Dương Diệp rời đi, giữa sân trầm mặc một hồi, cuối cùng Dương Lân đột nhiên nói. Hắn không muốn làm Dương gia thủ hộ giả. Dương Luật khẽ gật đầu. Tâm của hắn, có chút lớn a. Dương Qua Vũ khẽ lắc đầu. Ta cảm giác, hắn không phải tâm lớn, mà là hắn chí không ở Dương gia. Nói thế nào? Dương Luật nhìn về phía Dương Qua Vũ. Dương Qua Vũ nói. Các ngươi không có cảm giác ra sao? Hắn đối với Dương gia căn bản không có tình cảm. Ở gia tộc này, mặc dù hắn cùng mọi người có chút quan hệ máu mủ, nhưng một chút thân tình cũng không có. Không chỉ cùng chúng ta, xem như cùng cô hắn Dương Huyên cũng không có. Nói tóm lại, hắn đối với Dương gia không có lòng cảm mến. Vậy vì sao hắn không rời Dương gia? Dương Luật đột nhiên nói. Dương Qua Vũ nhìn thoáng qua Dương Luật, sau đó nói. Nếu hắn rời Dương gia, sẽ chết thảm hại hơn. Ngươi cũng không phải không biết, tại Dương gia, có bao nhiêu người muốn hắn chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Lân.
trong trưởng lão điện có thật nhiều người muốn hắn chết à? Dương Lân khẽ gật đầu. Những người kia còn có chút cố kỵ, chờ bọn hắn không có cố kỵ, bọn hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Trong đó, dây dưa nhiều lắm, xem như chúng ta cũng không ngăn cản được. Dương Luật khẽ gật đầu, sau đó nói. Ta luôn cảm thấy lần này Dương gia chúng ta có thể sẽ không yên ổn. Đáng tiếc nhà đầu liêm xương kia là thân nữ nhi, bằng không thì. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dương Lân, không có nói chuyện. Dương Lân khẽ lắc đầu. Không phải trưởng lão điện ta cổ hủ, chỉ là hai vị, nữ tử hướng ngoại, nếu liêm xương trở thành Dương gia gia chủ, ngày khác nàng triệt để trưởng thành, lúc kia, Dương gia ta liền có thể không phải Dương gia. Dương Luật khẽ lắc đầu. Chỉ là sợ nha đầu này không cam tâm. Dương Lân chậm rãi đứng dậy. Không cam tâm cũng phải cam tâm, Dương gia gia chủ, nhất định phải là nam nhi Dương gia. Đúng, Dương Luật huynh, người điều tra thần bí nhân kia một chút, mặc kệ hắn là ai, đã dám ở Dương gia gây sóng gió, thì không thể tha cho hắn. Nói xong, hắn quay người, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, Dương Qua Vũ cùng Dương Luật nhìn nhau một chút, sau đó hai người lắc đầu. Dương Diệp trở lại trong phủ, sau đó cho Lục Ly Ca trà quả, Lục Ly Ca nuốt trái cây, bắt đầu tính tọa chữa thương. Mà Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh thì trở lại trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp đi thẳng tới tầng thứ tư. Lần này, mục đích của hắn chính là cánh tay chiến thần. Trước đó đánh với Dương Nho một trận, làm cho hắn biết, những thế tử Dương gia này, thực không có một cái nào là đơn giản. Khỏi cần phải nói, chỉ là Dương Nho. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Mà ở Dương gia, muốn hắn chết, còn xa xa không chỉ Dương Nho, trừ người thần bí kia. Người thần bí. Nghĩ đến người thần bí, thần sắc của Dương Diệp lập tức ngưng trọng lên. Trước đó hắn biết, người thần bí kia khẳng định vô cùng mạnh, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp đối phương. Trước đó đối phương cùng Dương Luật hai lần giao phong, Dương Luật đều ở vào hạ phong. Hơn nữa cổ tu ở trong tay đối phương ngay cả sức hoàn thủ cũng không có đã bị chém giết. Có thể tưởng tượng, thực lực của đối phương mạnh đến loại trình độ nào. Còn nữa, Dương gia thế tử chi tranh, hiện tại hắn đã cuốn vào vòng xoáy, có nhiều thứ, đi tranh, người ta sẽ không bỏ qua ngươi, không đi tranh, người ta càng sẽ không bỏ qua ngươi. Tỷ như nếu để cho Dương Nho hoặc Dương Hình lên làm thế tử, khi đó đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên hắn sẽ không suy nghĩ rời khỏi vòng xoáy này, bởi vì hiện tại nếu hắn lựa chọn rời khỏi, khẳng định sẽ lập tức phơi thây đầu đường. Phải biết, trong các địch nhân của phụ thân hắn, cường giả chân cảnh khẳng định là có, hơn nữa nói không chừng rất nhiều. Không thể lui. Trong khoảng thời gian này, ta khả năng cần bế quan. Lúc này An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. Sao vậy? An Nam Tĩnh nói. Cảm ngộ một vài thứ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Dương gia thế tử chi tranh, ta khẳng định sẽ ra ngoài giúp ngươi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói. Biết không, ta cảm giác ngươi mới là đáng sợ nhất. An Nam Tĩnh cùng hắn từ huyền giả đại lục đi đến bây giờ, thực lực của An Nam Tĩnh chưa từng kém hắn. Hắn có Hồng Mông Tháp, nhưng An Nam Tĩnh lại không có. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu. Tâm của ngươi. Ràng buộc nhiều lắm, mặc dù những ràng buộc này là động lực để ngươi trở thành cường giả, nhưng cùng lúc cũng là một loại trói buộc vô hình. Sở dĩ kiếm đạo của Tiêu Diêu Tử mạnh là bởi vì trong lòng của hắn không có trói buộc, truy cầu kiếm đạo cực hạn, hắn chân chính làm được trong lòng chỉ kiếm. Nói đến đây, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Dương Diệp, lại nói. Nhưng ngươi khác biệt, trong lòng ngươi hữu tình, ngươi không cách nào làm đến trong lòng chỉ kiếm, không cách nào theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Cho nên, kiếm đạo của ngươi không có mạnh mẽ như hắn. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cho nên ta mới đi theo ngươi. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, lúc này An Nam Tĩnh lại nói. Tiêu Diêu Tử theo đuổi là cường đại, theo đuổi là kiếm đạo cực hạn, mà ngươi theo đuổi là thủ hộ người thân. Mặc dù cái này khiến ngươi không cường đại như Tiêu Diêu Tử, nhưng đây mới là Dương Diệp ta biết, Dương Diệp vì chi kỷ, dám cùng thiên hạ là địch. Dương Diệp cười cười nói. Không nói cái này, nhanh đi tu luyện đi. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, liền muốn rời khỏi, nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Chờ chút đã. Nói xong, tay phải hắn lật một cái,
một tấm chắn màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, tấm chắn màu đen này, đúng là tấm chắn hắn từ trong tay cường giả Khô ra đoạt được. Dương Diệp đưa tấm chăn cho An Nam Tĩnh. Cái đồ chơi này cho ngươi. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua tấm chắn trong tay Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Ta sẽ không đi chủ động phòng thủ. Nói xong, nàng quay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp lắc đầu, sau đó thu tấm chắn vào. Hắn cũng sẽ không đi học An Nam Tĩnh, cái thuẫn này ở thời khắc mấu chốt vẫn rất hữu dụng. Đặc biệt là thuẫn này dùng ám năng lượng cùng ám vật chất thúc dục, hắn dùng, uy lực nhất định có khả năng nâng cao một bước. Cất khí thuẫn, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ tư. Gian phòng bên trong, một mảnh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp chậm rãi đi về phía đại môn, sau khi hắn cách cửa tầng thứ tư một trượng, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong đó bao phủ ra. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Chân phải nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, trong chốc lát, kiếm ý quy nguyên cảnh từ trong thân thể hắn bừng lên, rất nhanh, kiếm ý của hắn hình thành một thanh kiếm vô hình đánh tới cỗ lực lượng kia. Oanh! Kiếm ý của hắn mới vừa chạm vào cỗ lực lượng kia, một cỗ khí lãng kinh khủng từ chỗ hai đạo lực lượng tương giao khuếch tán ra, qua trong giây lát, không gian chung quanh nổi lên từng đợt gợn sóng. Cùng lúc đó, kiếm ý của Dương Diệp bắt đầu giãn nứt, sau đó bị lực lượng thần bí chấn liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, lần nữa bước ra một bước, một cỗ hồng mang từ trong thân thể hắn tràn ra. Sát ý chí cảnh. Sau khi sát ý xuất hiện, xa xa cỗ lực lượng thần bí kia lập tức bị buộc ngừng. Cứ như vậy, ba cỗ lực lượng rằng co ở trong sân. Dương Diệp muốn đi vào, nhưng lúc này, trong phòng đột nhiên tuôn ra lực lượng kinh khủng, sau khi cỗ lực lượng này xuất hiện. Sát ý chí cảnh cùng kiếm ý của Dương Diệp ầm vang tiêu tán. Nơi xa, sắc mặt Dương Diệp đại biến, muốn thối lui nhưng đã muộn. Cỗ lực lượng kia đặt ở trên người hắn. Thời điểm cỗ lực lượng này ép ở trên người hắn, sắc mặt Dương Diệp đại biến, giờ khắc này, hắn cảm giác có vài chục vạn ngọn núi ép ở trên người hắn, bất ngờ không đề phòng, lưng hắn cong xuống, không chỉ lưng khom xuống, còn kém chút quỳ xuống, cũng may hắn cương ép chống đỡ, mới không có quỳ xuống. Oanh! Lúc này, sát ý chí cảnh cùng kiếm ý từ trong thân thể hắn bừng lên, nhưng mà vừa ra, mặc kệ là sát ý hay kiếm ý, trong nháy mắt đã bị cỗ lực lượng kia chấn vỡ. Phát giác được một màn này, sắc mặt Dương Diệp lần nữa biến đổi, hắn không nghĩ tới, cỗ lực lượng thần bí kia mạnh mẽ như thế. Đúng lúc này, trong cánh cửa kia lần nữa tuôn ra một cỗ lực lượng kia trực tiếp đặt ở trên người hắn. Xoạt xoạt! Trong nháy mắt! Dương Diệp cảm giác eo sắp gãy mất. Không chỉ eo, ngay cả hai chân của hắn cũng muốn gãy mất. Cỗ lực lượng kia càng ngày càng nặng, càng ngày càng mạnh, cái này khiến hai chân Dương Diệp càng ngày càng cong, muốn quỳ trên mặt đất. Quỳ! Trong mắt Dương Diệp lóe lên lệ khí, đời này, hắn không lạy trời, không lạy đất, chỉ lạy mẫu thân. Bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ để hắn quỳ xuống. Chống đỡ! Giờ phút này! Mặc kệ là huyền khí hay sát ý trong cơ thể hắn, đều đã vô dụng. Ý chí. Hiện tại hắn là dựa vào ý chí cưỡng ép chống đỡ. Thời gian dần trôi qua, khuôn mặt Dương Diệp bắt đầu bóp méo. Không chỉ mặt vặn vẹo, mồ hôi lạnh trên mặt tổ hắn như thác nước rơi xuống. Trừ cái đó ra, eo hắn càng cong, giờ phút này, đã hoàn toàn thành hình cung. Không chỉ như thế, đầu gối của hắn cách mặt đất chỉ không đến 10 phân. Thời gian dần trôi qua, đầu gối của hắn đã sắp quỳ trên mặt đất, ngay thời điểm hắn sắp quỳ xuống, trong mắt Dương Diệp lóe lên lệ khí, sau đó bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay của hắn dùng sức, toàn thân nổi gân xanh. Ở dưới toàn lực của hắn, xương cốt toàn thân hắn đột nhiên xoạt 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 rung động. Hai chân hắn dần dần đứng thẳng lên, mặc dù rất chậm, nhưng lại đang dần dần thẳng. Giờ phút này, cả người hắn đã hình thành một hình dạng quỷ dị. Không chỉ như thế, cặp mắt của hắn đã đỏ lên. Xoạt xoạt. Một lát sau, tiếng xương gãy vang lên, theo tiếng xương gãy vang lên, từng tiếng xương gãy theo sát tới, giờ khắc này, eo của Dương Diệp triệt để cong xuống. Xương cốt ở phần eo đã đứt gãy toàn bộ. Mà lúc này, hai chân Dương Diệp đã rách ra. Dương Diệp gắt gao nhìn phía xa, trong mắt hiện đầy tơ máu, răng hắn cắn thật chặt, tiên huyết không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Khuất phục.
chỉ cần từ bỏ chống lại, chỉ cần khuất phục, hắn có thể rất nhẹ nhàng. Nhưng Dương Diệp hắn sẽ khuất phục. Đời này, thua qua, khóc qua, nhưng không có kinh sợ qua. Trước kia không có sợ qua, hiện tại cũng sẽ không sợ. Eo có thể gãy, chân có thể gãy, nhưng không thể kinh sợ. Thời gian từng chút đi qua, hai chân Dương Diệp nứt càng ngày càng nhiều, tiên huyết không ngừng từ trong đó tràn ra. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau. Đột nhiên, soạt soạt, một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, ngay sau đó, hai chân Dương Diệp trực tiếp rách ra, cả người Dương Diệp nhất thời nằm xuống, bất quá hắn không có nằm dạp trên mặt đất, bởi vì hai tay hắn chống trên mặt đất. Nhưng cỗ lực lượng kia vẫn không tiêu thất, vẫn đặt ở trên người hắn. Rất nhanh, bàn tay Dương Diệp bắt đầu rách ra, chỉ chốc lát, tiên huyết theo bàn tay của hắn nhuộm đỏ mặt đất. Hai tay Dương Diệp chống chạm đất mặt, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại môn, nhe răng cười. Ngươi có thể đè gãy eo của ta, đè gãy chân của ta, đè gãy tay của ta, nhưng ngươi ép không được ý chí của ta, đè không ngã lòng ta. Dương Diệp ta, vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Oanh! Lúc này, trong môn lại xuất hiện một cỗ lực lượng kia trong nháy mắt đặt ở trên người Dương Diệp. Soạt soạt! Theo một tiếng xương gãy vang lên, hai tay Dương Diệp trực tiếp đứt gãy, bất quá Dương Diệp vẫn không có nằm xuống, bởi vì hai khuỷu tay chống mặt đất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trong cánh cửa kia, trong mắt tràn đầy ý cười. Đến A, tiếp tục đến A. Oanh! Đúng lúc này, lại một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong đó bừng lên, sau đó cỗ lực lượng này trực tiếp đặt ở trên người Dương Diệp. Soạt soạt! Theo một tiếng xương gãy vang lên, hai tay Dương Diệp đứt gãy, nhưng Dương Diệp vẫn không có nằm xuống, bởi vì đầu hắn đè vào mặt đất. Bành! Mặt đất trực tiếp rạn nứt ra. Cứ như vậy, ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ sau, Dương Diệp đột nhiên cảm giác toàn thân mình chợt nhẹ, ngay sau đó, trong cánh cửa kia đột nhiên lại xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng. Phát giác được một màn này, khóe miệng Dương Diệp co giật, đây là muốn giết hắn à. Đúng lúc này, cỗ lực lượng kia đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn, toàn thân Dương Diệp lập tức chấn động. Làm cái gì? Đầu Dương Diệp có chút mộng. Mà lúc này, trong cửa đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng. Những lực lượng này như thủy triều từ trong cửa bừng lên, cuối cùng đều chui vào trong thân thể Dương Diệp. Ý chí bất khuất chi hồn, bất khuất chi cốt, bất khuất chi tâm. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Chúc mừng, thu hoạch được bất khuất chi thể. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở cách đó không xa, nổi lơ lửng một đóa hỏa diễm thật nhỏ. Ngọn lửa này, chính là lục đinh thần hỏa. Dương Diệp không nói gì. Thu hồi ánh mắt, bởi vì hiện tại hắn ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Rất nhanh, chung quanh xuất hiện rất nhiều hồng mông tử khí, những hồng mông tử khí này toàn bộ chui vào trong thân thể Dương Diệp. Ở dưới hồng mông tử khí chữa trị, thân thể của hắn cấp tốc bình phục, ước chừng qua nửa canh giờ, nhục thể của hắn hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn về phía lục đinh thần hỏa. Bất khuất chi thể. Ngươi xem nhục thân của mình hiện tại đi. Lục đinh thần hỏa nói. Nghe vậy, Dương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua nhục thân của mình, sau đó hắn nhìn về phía lục đinh thần hỏa. Không có khác nhau à. Mà đúng lúc này, một đóa hỏa diễm nhỏ bé đột nhiên bắn nhanh ra, trong nháy mắt đánh vào trên người Dương Diệp. Bành! Dương Diệp bị chấn đến hơn ngàn trượng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lục đinh thần hỏa. Làm cái gì đấy? Ngươi xem trước ngực mình một chút. Lục đinh thần hỏa nói. Dương Diệp cúi đầu nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, nơi đó thịt đen kịt. Đây chính là chỗ hỏa diễm bắn chúng. Nhìn thấy không? Lục đinh thần hỏa nói. Trước kia nhục thể của ngươi căn bản không có cách tiếp nhận lực lượng của ta, nhưng hiện tại, nhục thể của ngươi đã có khả năng tiếp nhận lực lượng của ta. Nghe vậy, Dương Diệp nao nao. Đúng à? Giờ phút này hắn mới nhớ tới, vừa rồi lục đinh thần hỏa chỉ làm cho hắn bị đẩy lui. Cũng không để cho hắn hôi phi yên diệt. Phải biết, trước đó nhục thể của hắn thế căn bản không có cách tiếp nhận lực lượng của lục đinh thần hỏa. Nghĩ đến đây, Dương Diệp vội vàng nhắm mắt, xem xét nhục thân của mình. Qua hồi lâu, hắn từ từ mở mắt, nhìn về phía lục đinh thần hỏa. Ta cảm giác nhục thân có chút không giống, nhưng lại không biết chỗ nào không giống. Biến hóa về chất, lục đinh thần hỏa nói. Trước đó, ngươi chịu đựng cánh tay kia khảo nghiệm. Không đúng,
phải nói ngươi thu được cánh tay kia tán thành, cho nên ý chí bất khuất của hắn toàn bộ truyền cho ngươi, sau đó ở dưới ý chí bất khuất thay đổi, hồn, cốt, tâm, thân thể của ngươi, đều phát sinh biến hóa về chất. Dương Diệp nói. Nói cách khác, hắn tăng cường nhục thể của ta. Không chỉ nhục thân. Lục Đình Hỏa nói. Hồn, tâm, còn có ý cảnh của ngươi. Ngươi có thể nhìn xem hồn phách cùng kiếm ý, sát ý của mình. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau một khắc, hồn phách của hắn vọt ra, nhìn một chút, trầm mặc hồi lâu, hắn trầm giọng nói. Mạnh hơn trước kia. Bất khuất chi hồn. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Năm đó vị chiến thần kia, hắn có một địa phương kinh khủng nhất, là bất khuất, không ai có thể để hắn khuất phục, cho dù là chủ nhân năm đó, cũng không thể để hắn khuất phục. Bất khuất, là một loại lực lượng, chuẩn xác mà nói, là một loại tín ngưỡng, biết lực lượng tín ngưỡng không? Thứ này, đối với vài người mà nói, là hư, nhưng đối với vài người mà nói, nó lại là tồn tại chân thực. Bất khuất. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, linh hồn hắn trở lại trong thân thể, sau đó bước ra một bước, lập tức, sát ý cùng kiếm ý xuất hiện. Sát ý vẫn là chí cảnh, kiếm ý vẫn là quy nguyên cảnh, ở trên cảnh giới không có gì thay đổi. Nhưng, hắn lại có thể cảm giác được, mặc kệ là sát ý hay kiếm ý, đều phát sinh biến hóa thực chất. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Hiện tại, sát ý của ngươi có thể xưng là sát ý bất khuất. Kiếm ý cũng có thể xưng là kiếm ý bất khuất, linh hồn cũng có thể xưng là bất khuất chi hồn, nhục thân cũng có thể xưng là bất khuất chi thể. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Cái gọi là bất khuất, là thà chết chứ không chịu khuất phục, giống như kiếm đạo hạch tâm của ngươi. Dương Diệp cười khổ. Lão đại, ta biết cả người ta phát sinh biến hóa, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, hiện tại sát ý cùng kiếm ý, còn có linh hồn của ta. Bọn chúng cường đại ở nơi nào hay không? Bởi vì linh hồn vẫn là thiên cảnh, sát ý vẫn là chí cảnh, kiếm ý cũng ở quy nguyên cảnh, trên cảnh giới cũng không có phát sinh biến hóa. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Sát ý cùng kiếm ý của ngươi ẩn chứa ý chí bất khuất, cái này khiến uy lực của chúng vượt xa bản thân, như giống như một khối thiết biến thành một thanh kiếm sắc bén. Mặc dù kiếm vẫn là thiết, nhưng ở trên uy lực, một khối thiết có khả năng so sánh với kiếm sao? Nói đến đây. Hắn dừng một chút, sau đó nói. Đơn giản một chút mà nói, sát ý chí cảnh của ngươi, đã có thể chống lại sát ý chân cảnh, mà kiếm ý của ngươi, đã tương đương với kiếm ý chân cảnh, về phần linh hồn, thì tương đương với linh hồn chí cảnh, về phần nhục thân, bây giờ nhục thân của ngươi, kỳ thật đã có thể chống lại chân cảnh. Đương nhiên, mặc kệ là sát ý, hay nhục thể của ngươi, so với chân cảnh chân chính vẫn có chút chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này không lớn. Mà nếu như ngươi không có ý chí bất khuất, mặc kệ là sát ý hay nhục thể của ngươi, đụng phải ý cảnh và nhục thân chân cảnh, ngươi sẽ bị nghiền ép. Nghe được cái này, Dương Diệp đầu tiên là ngẩn người, sau đó chính là cuồng hỉ. Cuồng hỉ, bất khuất, ý chí bất khuất làm cho toàn thân hắn tăng lên về chất. Đơn giản mà nói, cái ý chí bất khuất này, làm cho hắn trong trong ngoài ngoài đều tăng lên một cấp. Thực lực toàn diện tăng lên. Dương Diệp ngăn chặn hưng phấn trong lòng, sau đó nhìn về phía cánh cửa kia. Đa tạ. Không cần cảm ơn nó. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Kỳ thật không có quan hệ gì tới nó. Không có quan hệ gì tới nó. Dương Diệp không hiểu. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi cho rằng vừa rồi nó đang khảo nghiệm ngươi. Không phải sao? Dương Diệp hỏi lại. Dĩ nhiên không phải. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Nó không có ý thức, người nói nó làm sao đến khảo nghiệm ngươi. Nó vừa rồi, là bản năng hộ thủ, vừa rồi nó là chân chính muốn giết ngươi, hiểu chưa? Yết hầu Dương Diệp lăn lăn. Vừa rồi nó là thực muốn giết ta. Đương nhiên, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi cho rằng nó đùa giỡn với ngươi. Dương Diệp lau mồ hôi lạnh trên trán. Vì cái gì ngươi cùng Hồng Mông Tháp không giúp đỡ? Tại sao phải giúp? Lục Đinh Thần Hỏa nói, nếu như ngươi ngay cả cửa này cũng không qua được, vậy ngươi kia còn sống, thuần túy là lãng phí Hồng Mông tử khí. Dương Diệp. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa lại nói, con đường tu luyện dài đằng đẵng, ngươi còn cần trải qua rất nhiều trắc trở, có trắc trở, chúng ta có thể giúp ngươi, nhưng có trắc trở, cần ngươi tự mình vượt qua. Chỉ có trải qua rất nhiều trắc trở, ngươi mới có thể trưởng thành, mới có thể tiến bộ, mới có thể có thu hoạch. Giống như vừa rồi,
nếu như chúng ta giúp ngươi, ngươi sẽ không thu hoạch được ý chí bất khuất, ngươi không thu được tinh thần bất khuất, cũng sẽ không đạt được nó tương trợ, hiểu chưa? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Thụ giáo, hắn cũng không muốn quá mức ỷ lại Hồng Mông Tháp, mà Hồng Mông Tháp cũng không có ra mặt giúp hắn ứng phó địch nhân. Một câu, tu luyện chủ yếu dựa vào mình. Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp lại nói. Nó không phải muốn giết ta sao? Vừa rồi tại sao lại trợ giúp ta? Bất khuất. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Người lĩnh ngộ tinh thần bất khuất, cùng nó đồng nguyên. Bởi vì chiến thần vẫn lạc, ý chí bất khuất trong cánh tay kia trở thành trạng thái không chủ, mà người lĩnh ngộ tinh thần bất khuất, cái này khiến nó tìm được bản nguyên. Nói đến đây, hắn có chút trầm ngâm, sau đó lại nói. Người hẳn minh bạch, mặc kệ là ý cảnh gì, nếu như mất đi bản nguyên, bọn chúng không thể trưởng thành, cấp bậc không tiến, thậm chí không cách nào trường tồn ở thế gian này. Cho nên khi nhìn thấy ngươi lĩnh ngộ tinh thần bất khuất, nó lập tức coi ngươi là chủ nhân. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy bây giờ, ta có thuận lợi nắm giữ cánh tay kia? Không. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi không nên xem thường cánh tay kia, chính là cánh tay của chiến thần năm đó, trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, một cái sơ sẩy, ngươi có khả năng sẽ bị lực lượng chấn thành bột mịn. Bất quá. Hiện tại thân thể ngươi cùng thực lực đều được tăng lên, có thể đi thử một chút. Nhưng không thể khinh thường. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đương nhiên. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi đến. Rất nhanh, hắn tiến vào trong phòng. Gian phòng rất nhỏ, dài rộng không đến 10 trượng, ở chính giữa gian phòng, lơ lửng một cánh tay mang hộ tí màu vàng, cánh tay này nhìn cũng giống như cánh tay người thường. Dương Diệp nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Làm sao thu? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ngươi muốn đổi cánh tay nào? Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhìn về phía tay phải. Tay phải đi. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Lấy một giọt máu tay phải nhỏ lên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó đi tới trước mặt cánh tay kia, tay phải cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết chui vào trong. Khi tiên huyết vào tay, cánh tay kia đột nhiên run lên kịch liệt, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một đoàn huyết dịch chui vào cánh tay Dương Diệp, thời điểm những huyết dịch kia chui vào cánh tay Dương Diệp, hai mắt hắn lập tức trợn tròn. Đau! Đau tận xương tủy! Giờ phút này hắn cảm giác cánh tay phải của mình đang bị người lăng trì, không, còn kinh khủng hơn lăng trì, loại kia đau, đã siêu việt trên linh hồn đau. A! Một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng lên. Sau đó tay phải Dương Diệp bỗng nhiên đập mặt đất. Oanh! Toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt, không gian chung quanh càng trong nháy mắt rạn nứt ra, bất quá thoáng qua đã được chữa trị. Xoạt xoạt! Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên. Không phải không gian vỡ ra, mà là thân thể Dương Diệp rạn nứt. Trong chốc lát, vô số tiên huyết từ trong thân thể hắn tràn ra ngoài, cả người hắn nhiễm thành một huyết nhân. Nhanh dùng phù lục kia dán ở trên cánh tay. Đúng lúc này, giữa sân vang lên thanh âm của Lục Đinh Thần Hỏa. Phù! Dương Diệp ngây cả người, rất nhanh, hắn nhớ tới. Thoáng qua, tay trái hắn lật lên, một phù lục xuất hiện ở trong tay của hắn. Phù lục này chính là lúc trước dán ở ngoài cửa. Rất nhanh, Dương Diệp dán phù lục lên cánh tay phải của mình, phù vừa kia mới dán lên, cánh tay run rẩy dần dần bình tĩnh lại, cùng lúc đó, thân thể rạn nứt cũng đình chỉ, không có tiếp tục rạn. Nứt. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, cánh tay phải của hắn triệt để bình tĩnh lại. Cánh tay phải khôi phục lại bình tĩnh, hắn bắt đầu lợi dụng Hồng Mông tử khí chữa trị nhục thân, cứ như vậy, sau nửa canh giờ, nhục thể của hắn hoàn toàn khôi phục. NSK nhục thân bình phục, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cánh tay phải của mình, giờ phút này, cánh tay phải của hắn vẫn là cánh tay phải của mình, nhưng ở dưới da, có rất nhiều mạch máu nhỏ bé, những mạch máu này đang lưu động ở dưới da. Tựa như từng tiểu xà, hơi có vẻ dữ tợn. Ta đánh giá thấp lực lượng của cánh tay này. Đúng lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Chiến thần cuối cùng là chiến thần, dù cho vẫn lạc nhiều năm, trong cánh tay kia ẩn chứa lực lượng y nguyên bá đạo như thế, mạnh mẽ như vậy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nhìn cánh tay phải của mình, lòng vẫn còn sợ hãi. Cỗ lực lượng vừa rồi kia, thực quá mạnh, nếu như tiếp tục nữa. Hắn khẳng định sẽ bị cỗ lực lượng kia làm nát bấy.
mà đây vẫn chỉ là một cánh tay. Chiến thần kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Thực lực của chiến thần kia, đạt đến loại trình độ nào? Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Ngươi không cách nào tưởng tượng. Dương Diệp. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa lại nói. Bây giờ nhục thân của ngươi vẫn không thể thừa nhận lực lượng của cánh tay này, cho nên tuyệt đối đừng bóc phù lục kia ra, rõ ràng chưa? Đương nhiên. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn tìm đường chết. Cỗ lực lượng vừa rồi kia, thực quá cường đại, hiện tại thân thể hắn căn bản không chịu đựng nổi. Ngươi cần trở nên mạnh mẽ, hiểu chưa? Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Hệ Ngân Hà, nơi này có thật nhiều người tu hành cường đại, mặc dù những người tu hành cường đại kia, như chủ nhân ta, đều đã không ở vũ trụ này, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều rời đi. Hơn nữa trong đó rất nhiều người mặc dù rời đi, nhưng vì không để cho đạo thống thất truyền, bởi vậy đều lưu lại truyền thừa ở vũ trụ này. Cho nên không nên coi thường những thiên tài kia. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ người khác. Đặc biệt là những truyền nhân cổ tu giả, tỷ như Dương Nho, thực lực của Dương Nho khẳng định không chỉ đơn giản như lúc trước bày ra, đối phương khẳng định cũng có lá bài tẩy cường đại. Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Đúng rồi, tầng thứ 5 có cái gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Không biết, không biết. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Làm sao lại không biết? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Ta chưa đi qua, làm sao biết? Dương Diệp. Lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa lại nói. Chờ thực lực ngươi đủ rồi, nó tự nhiên sẽ mở ra. Ngươi bây giờ, vẫn là cố gắng tăng thực lực lên đi. Nói xong, thân hình run lên, hóa thành một đạo hỏa mang tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng tiêu thất. Hắn cũng không rời Hồng Mông Tháp, mà đi tới tầng thứ nhất. Huyết khôi. Hắn cũng không quên, lúc trước hắn đoạt Dương Hình ba huyết khôi. Ba huyết khôi này, đều là nửa bước chân cảnh. Thông qua Hồng Mông Tháp thu phục ba huyết khôi, Dương Diệp tổng cộng có 5 huyết khôi, toàn bộ phái đi Thiên Tuyền hệ. Thông qua sự tình cổ tu cùng Thiên Hồ, hắn biết, rất nhiều người khẳng định sẽ đánh chủ ý người nhà hắn, cho nên hắn nhất định phải đề phòng. Có 5 huyết khôi ở Thiên Tuyền hệ, trừ khi là cường giả chân cảnh đi Thiên Tuyền hệ, bằng không thì cường giả bình thường đi, 5 huyết khôi hoàn toàn có thể cản trở. Hưu. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, sau đó một thanh kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt hắn, ở trên kiếm gỗ là Tiểu Bạch. Ngự kiếm thuật. Hiện tại Tiểu Bạch đã vô sự tự thông học được ngự kiếm thuật. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bay đến trước ngực Dương Diệp, dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ. Dương Diệp mỉm cười, vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Bạch, ta dạy cho ngươi một chiêu kiếm kỹ, thế nào? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Tay Dương Diệp khẽ động, kiếm tổ xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Bạch nói. Một chiêu này, gọi nhất kiếm luân hồi. Nói xong, hai mắt hắn khép hờ, tĩnh khí ngưng thần, yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên hắn mở mắt, khi hắn mở mắt, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Ầm ầm. Giữa sân, không gian như sóng nước chập trùng kịch liệt, vô cùng dọa người. Một bên, Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, con mắt lập tức sáng lên, sau đó tiểu chảo duỗi ra, thanh kiếm gỗ bay đến trong móng vuốt của nàng. Sau đó ánh mắt của nàng cũng đóng lại. Qua một hồi lâu, nàng học Dương Diệp mở mắt. Hưu. Thời điểm nàng mở mắt, kiếm gỗ trong tay nàng run lên kịch liệt. Trong chốc lát, nàng cùng thanh kiếm gỗ hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng. Một bên, Dương Diệp có chút trợn mắt hốc mồm, bởi vì vừa rồi Tiểu Bạch thi triển cùng nhất kiếm luân hồi của hắn không có khác nhau quá lớn. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu, bởi vì hắn xuất hiện. Mặc dù bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng kỳ thật có khác biệt. Có hình không có thần. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến trước mặt hắn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Dương Diệp cười cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch. Lợi hại, cực kỳ lợi hại hơn ta nhiều. Nụ cười của Tiểu Bạch càng thêm sán lạn, nàng bay đến trước mặt Dương Diệp, nhẹ nhàng hôn Dương Diệp một cái, sau đó thân hình nàng xoay chuyển. Trở lại trên kiếm gỗ, tiểu chảo chỉ về phía trước. Hưu.
Tiếng kiếm reo vang lên, nó hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ở chân trời. Dương Diệp lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tử Nhi chẳng biết lúc nào đi tới. Trong này nhàm chán không? Tử Nhi khẽ lắc đầu. Trong này, thời khắc ở cùng với ngươi, thì sẽ không nhàm chán. Trong lòng Dương Diệp ấm áp, sau đó nhẹ nhàng ôm Tử Nhi, thân thể mềm mại của Tử Nhi khẽ run lên, rất nhanh bình phục bình thường. Cứ như vậy, hai người chặt chẽ ôm nhau. Một lúc lâu sau, Dương Diệp rời Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía chân trời, cách Thế Tử chi tranh, chỉ còn 2 ngày. Đúng lúc này, Dương Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn. Có việc gì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Đối với cái gọi là cô này, hắn một chút hảo cảm cũng không có. Dương Huyền nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Có địa phương an toàn không? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó quay người tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Huyền cũng biến mất theo. Trong một gian mật thất, chỉ có Dương Diệp cùng Dương Huyền. Dương Diệp nói, nơi này rất an toàn. Giờ phút này, toàn bộ mật thất đều ở trong kiếm vực của hắn bao phủ, xem như cường giả chân cảnh cũng không thể tiến vào. Thế tử chi tranh lập tức liền bắt đầu. Dương Huyền trầm giọng nói, ngươi chuẩn bị như thế nào? Dương Diệp lạnh nhạt nói, chuẩn bị cái gì, ta có cái gì có thể chuẩn bị? Dương Huyền nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi chuẩn bị một người đi. Dương Diệp lắc đầu, còn có An Nam Tĩnh. Dương Huyền trầm giọng nói, quá ít. Dương Diệp nói, vậy ngươi đi tìm cho ta mấy cường giả chân cảnh giúp đỡ đi. Dương Huyền nhìn về phía Dương Diệp, ta không phải đùa giỡn với ngươi. Dương gia Thế Tử chi tranh chia 3 cửa ải, ngươi biết cửa thứ nhất là gì không? Xin lắng tai nghe. Dương Diệp nói. Dương Huyền nói, cửa thứ nhất gọi đào xa, đãi cắt cái gọi là đào xa. Là chỉ đào thải thế lực bình thường, bởi vì cửa thứ nhất, thì là thế lực. Một khi bắt đầu, ở trong Thiên Cơ Thành, Dương gia sẽ không bảo vệ những thế tử tham gia thế tử chi tranh, cùng lúc đó, thế lực của những thế tử này sẽ tiến vào Thiên Cơ Thành. Ngươi biết điều này có ý vị gì không? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Quần ẩu. Dương Huyền nhẹ gật đầu. Là quần ẩu, lúc kia, những thiếu gia này phát triển thế lực, đều sẽ thành trợ lực của bọn hắn. Cho nên người ta sẽ không cùng ngươi đơn đấu, người ta sẽ quần ẩu với ngươi. Ngươi cùng An Nam Tĩnh lại lợi hại, có khả năng đánh thắng mấy vị nửa bước chân cảnh, hơn 10 vị trí cảnh, nhưng các ngươi đánh thắng được 10 nửa bước chân cảnh, hơn 10 vị trí cảnh sao? Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Có chân cảnh xuất hiện không? Dương Huyền khẽ lắc đầu. Không có chân cảnh, sở dĩ không để cho chân cảnh xuất hiện, là bởi vì nếu để cho chân cảnh xuất hiện, cục diện có thể sẽ mất khống chế, cũng sẽ làm cho gia tộc khác có cơ hội lợi dụng, chui vào Dương gia ta. Cho nên cường giả chân cảnh không thể xuất hiện, nhưng, nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp. Mặc dù không có chân cảnh, nhưng có cường giả, đặc biệt là những yêu nghiệt kia, vô cùng có khả năng ngay cả cường giả chân cảnh cũng có thể chống lại. Những thiếu gia này, có thể sẽ kéo thiên tài 10 vị trí đầu của Ngân Hà Bảng đến trợ trận. Như Dương Hình, hắn kéo Minh Mạt. Mặc dù Minh Mạt thua Dương Nho, nhưng thực lực của hắn người cũng nhìn được. Thiên tài trước 10, muốn tiến một bước, đều có thể so với lên trời. Ngươi hiểu chưa? Dương Diệp trầm giọng nói. Cửa thứ nhất này, là kéo bè kéo cánh, xem ai nhiều người, đúng không? Dương Huyền nói. Có thể nói như vậy. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Không có giúp đỡ làm sao bây giờ? Dương Huyền nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, nếu như bọn hắn quần ẩu ta, ngươi muốn đơn đấu với bọn hắn. Dương Huyền hỏi, Dương Diệp lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, ta sẽ chạy. Dương Huyền, chạy. Dương Huyền lắc đầu, ngươi có thể chạy đi đâu? Dương Diệp nói, bằng không thì, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Dương Huyền trầm mặc. Dương Diệp nói, chạy, cũng là chết. Không chạy cũng chết, người nói, ta là chạy hay không chạy đây? Dương Huyền trầm giọng nói. Không chạy còn có một tia sinh cơ. Dương Diệp lắc đầu. Người hôm nay đến, không phải chính là vì cùng ta thảo luận sự tình chạy hay không chạy chứ? Dương Huyền nói. Ta là tới nhắc nhở ngươi chú ý 3 người. 3 người nào?
Dương Diệp nói. Dương Huyên nói. Đại thiếu gia Dương Giản, tứ thiếu gia Dương Nho, cùng cửu thiếu gia Dương Hiền. Ba người này, chính là kình địch lớn nhất của ngươi. Ba người này, thế lực ai lớn nhất, thực lực ai mạnh nhất? Dương Diệp nói. Dương Huyên có chút trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Không xác định, chỉ có ở một khắc cuối cùng, bọn hắn mới có thể lộ ra tất cả át chủ bài. Mà bây giờ, át chủ bài chân chính của bọn hắn đều ẩn giấu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Bất quá, theo ta suy đoán, thế lực có Dương Giản thể lớn hơn một chút, bởi vì hắn am hiểu kinh doanh, hơn nữa ở bên ngoài thanh danh rất tốt, làm quen rất nhiều bằng hữu. Cho nên hắn ở phương diện bằng hữu có thể sẽ tương đối nhiều, đương nhiên, thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ không yếu. Dương Giản. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lại nói. Dương Nho thì sao? Hắn để ý vẫn là Dương Nho, bởi vì đối phương cùng hắn có khúc mắc, lần này thế tử chi tranh, đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên lần này, hắn cần đề phòng chính là Dương Nho. Còn có Dương Hiền. Lúc này, Dương Huyên lại nói. Người này có chút thần bí. Thần bí? Dương Diệp không hiểu. Dương Huyên nhẹ gật đầu. Có chút thần bí, hắn từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, tu luyện chậm hơn người khác rất nhiều, lúc kia, hắn ở Dương gia không được chào đón. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói. Sở dĩ bảo ngươi cẩn thận hắn, là bởi vì lúc Dương Liêm Sương trông thấy hắn, nói qua một câu. Câu gì? Dương Diệp nói. Dương Huyên trầm ngâm, sau đó nói. Không tệ, rất không tệ. Dương Diệp ngẩn người, sau đó nói. Chỉ như vậy. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi chưa thấy qua Dương Liêm Sương, ngươi không biết ngạo khí của nàng, có rất ít người có khả năng được nàng để ở trong mắt, có thể nói, nàng là coi trời bằng vung, nhưng nàng có thực lực này. Dương Liêm Sương. Dương gia đệ nhất thiên tài. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, đối với cái tên này, hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nói. Thực lực của nàng đến loại trình độ nào? Dương Huyên nói. Loại trình độ nào ta không biết, dù sao cường giả chân cảnh khẳng định là không làm gì được nàng. Phải nói, nàng khả năng đã có thực lực chém giết cường giả chân cảnh. Chém giết chân cảnh. Trong lòng Dương Diệp run lên, chém giết chân cảnh, việc này với hắn mà nói, còn có chút khó khăn. Không phải khó khăn, mà là hắn bây giờ căn bản giết không được cường giả chân cảnh. Trừ khi tiếp được cánh tay chiến thần, hoặc là lục đinh thần hỏa cùng kiếm gỗ, bằng không thì, dùng thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không thể chém giết cường giả chân cảnh. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, đặc biệt là hắn lĩnh ngộ ý chí bất khuất gia trì, coi như không chém giết được cường giả chân cảnh, nhưng đánh một trận vẫn có thể. Lúc này, Dương Huyên đột nhiên nhìn Dương Diệp nói. Không nên đối địch với nàng. Vì cái gì? Dương Diệp không hiểu. Dương Huyên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nàng không chỉ thực lực cá nhân cường đại, thế lực của nàng ở Dương gia, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vẫn là câu nói kia, nếu như nàng là nam nhi, Dương gia thế tử, căn bản không có phần của các ngươi. Dương Diệp lắc đầu. Ta đương nhiên sẽ không đi chủ động trêu chọc nàng, ta cũng không có ăn no rừng mỡ. Dương Huyên khẽ gật đầu, sau đó nói. Tạm thời mà nói, nàng không có uy hiếp với ngươi. Ngươi bây giờ cần thiết phải chú ý chính là những thế tử Dương gia kia. Chỉ cần thế tử chi tranh bắt đầu, cường giả Dương gia ở trong thành đều sẽ biến mất, sau đó những thế lực kia đều sẽ dồn dập vào Thiên Cơ thành, khi đó là thời điểm các ngươi giác trục. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Lúc kia, cũng là thời điểm ngươi nguy hiểm nhất, bởi vì đối với rất nhiều người Dương gia mà nói, lúc kia, là thời điểm giết ngươi tốt nhất. Tóm lại, cẩn thận. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ngươi từng nói với ta, trước kia phụ thân ta ở Dương gia có rất nhiều thủ hạ trung tâm, vì cái gì một cái cũng không có tới tìm ta. Chớ nói với ta, bọn hắn không biết ta đã trở về. Dương Huyên nhìn Dương Diệp. Bọn hắn là thủ hạ của phụ thân ngươi, nhưng không phải thủ hạ của ngươi. Bởi vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không đến hiệu chung với ngươi. Đừng nói ngươi, xem như phụ thân ngươi trở về, nếu như hắn là phế vật, bọn hắn cũng sẽ không đến hiệu chung. Đây là một thế giới rất hiện thực, hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Minh bạch, đúng rồi, trước đó ta bị một cường giả chân cảnh thần bí truy sát,
cuối cùng lại bị một cường giả chân cảnh thần bí cứu giúp, người biết thân phận của hai người kia không? Dương Huyên khẽ lắc đầu. Không biết, bất quá đều là người Dương gia không thể nghi ngờ. Lần kia, đối phương chỉ là ám sát, mà bây giờ, thế tử chi tranh sắp bắt đầu, đối phương muốn giết ngươi, liền có thể dùng rất nhiều phương pháp quang minh chính đại. Cho nên cẩn thận, minh bạch chưa? Dương Diệp nói. Ta luôn rất cẩn thận. Hắn chưa hề xem thường thế tử chi tranh lần này, hắn không thèm thế tử vị, nhưng lần này, không có ý nghĩ cũng phải có ý nghĩ. Bởi vì hắn muốn sống, mà hắn muốn sống, liền phải phản kháng, chỉ cần phản kháng, liền sẽ có giết chóc. Từ bỏ. Ở thiên tuyền hệ hắn đã nghĩ từ bỏ, nhưng đổi lấy là cái gì? Chỉ có chiến, chiến đến cùng. Đây là đường ra duy nhất. Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Cẩn thận. Nói xong, nàng quay người tiêu thất. Dương Diệp nhìn Dương Huyên rời đi hồi lâu. Hắn đối với cô tiện nghi này tự nhiên là có cảnh giác, bởi vì đối phương đối với hắn mục đích không thuần. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là thực lực mới là trọng yếu nhất. Có thực lực, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng là phù vân. Còn hai ngày này hắn tự nhiên không lãng phí, hắn trở lại trong Hồng Mông Tháp. Trong tầng thứ hai Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới bên người Ly Tiểu Thất, lúc này bên người Tiểu Thất là Tiểu Thiên. Hồn thụ cũng ở đây, linh hồn Tiểu Thiên thì an vị ở trên hồn thụ. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thất, sau đó nhìn về phía Tiểu Thiên. Ngươi bây giờ thế nào? Tiểu Thiên cười hì hì một tiếng. Hiện tại linh hồn đắc không có trở ngại, bất quá muốn khôi phục nhục thân, chỉ có trở lại thiên tuyền hệ, ta mượn nhờ thiên địa chi lực mới có thể khôi phục. Bất quá ta biết, bây giờ ngươi khẳng định không có thời gian trở về thiên tuyền hệ, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Trong thời gian ngắn không có biện pháp trở về, bất quá tin tưởng ta, một ngày nào đó ta sẽ dẫn ngươi trở về thiên tuyền hệ. Tiểu Thiên mỉm cười. Thật có lỗi, ở thế giới khác, ta rất không thích ứng, ta vẫn ưa thích trở về thiên tuyền hệ. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nàng. Ta minh bạch, chờ sự tình Dương gia hoàn tất, ta mang ngươi trở về thiên tuyền hệ. Vậy còn ngươi? Tiểu Thiên hỏi. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói, mặc kệ về sau ta đi đâu, nhưng ta cam đoan với ngươi, về sau ta đều sẽ về thiên tuyển hệ dưỡng lão, bởi vì nơi đó là địa phương sinh ta, nuôi ta. Hơn nữa nơi đó, có thê tử của ta, còn có ngươi. Mặc dù hắn là người Dương gia, nhưng trong lòng hắn, thiên tuyển hệ mới là nhà của hắn, nơi đó có chí thân của hắn, còn có bằng hữu của hắn. Nụ cười trên mặt Tiểu Thiên càng thêm sán lạn. Ngươi nói đúng. Mặc kệ ngươi đi đâu, thiên tuyển hệ đều là nhà của ngươi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Thất nói. Bất quá, trước khi trở về thiên tuyển hệ dưỡng lão, ta phải đưa nàng về nhà, lúc trước ta đã đáp ứng. Tiểu Thiên nhìn về phía Tiểu Thất, sau đó nói. Hiện tại có hồn thụ trợ giúp, nàng hẳn là rất nhanh liền có khả năng bình phục. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Ngươi biết lai lịch của nàng không? Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Nàng hẳn là đến từ hệ Ngân Hà Đại Thiên Vũ Trụ, hơn nữa khả năng thân phận còn không thấp. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Thực rất không tầm thường, đặc biệt là linh hồn của nàng, cho ta cảm giác vô cùng quái dị. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, chờ nàng tỉnh, sau đó đưa nàng về nhà, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Tiểu Thiên nói. Ta sẽ mau chóng làm nàng tỉnh lại. Dương Diệp cười cười, sau khi cùng Tiểu Thiên nói chuyện phiếm, hắn đi tới trước lò luyện đan, ở trong lò, chính là lục đinh thần hỏa. Dương Diệp nhìn lục đinh thần hỏa hồi lâu, sau đó nói. Hỏa của ngươi rất lợi hại, đúng không? Nướng ngươi thành cho tàn cũng không có vấn đề. Lục đinh thần hỏa nói. Khóe miệng Dương Diệp co rút, hắn lắc đầu, sau đó nói. Ta có một ý nghĩ, muốn thử xem, không biết được hay không? Cái gì? Lục đinh thần hỏa nói. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ta muốn cho ngươi đốt kiếm ý của ta. Đốt cháy kiếm ý của ngươi. Trong thanh âm của lục đinh thần hỏa mang theo một tia kinh ngạc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đúng. Trầm mặc hồi lâu, lục đinh thần hỏa đột nhiên nói. Ngươi là muốn mượn nhờ lực lượng của ta, để kiếm ý ngươi đạt đến chí cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu.
Kiếm ý là của ta quy nguyên cảnh, muốn tăng lên, chỉ có thể dựa vào ngoại vật đến kích thích, mà vật bình thường căn bản không được. Chỉ có hỏa của ngươi đối kiếm ý của ta, có năng lực nghiền ép, cho nên ta hy vọng mượn nhờ lực lượng của ngươi, làm cho kiếm ý ta đạt đến chí cảnh. Lục Đinh Thần Hỏa nói, ta không biết có thể thành công hay không, dù sao cũng phải thử một chút. Dương Diệp nói, Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, vậy thử một chút đi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau một khắc, một cỗ kiếm ý trống rỗng xuất hiện ở bốn phía, mà thời điểm kiếm ý xuất hiện, Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên bay ra, hóa thành một đám lửa bao vây Dương Diệp lại. Thoáng qua, a, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trong Hồng Mông Tháp. Tiếng kêu thảm thiết này, chính là Dương Diệp kêu thảm thiết. Trong tầng thứ nhất, Tiểu Bạch đang chơi với kiếm nghe được tiếng kêu thảm thiết này, nàng lập tức giật mình, sau đó nàng nổi giận. Tiểu Trảo chiêu chiêu, kiếm gỗ bay đến trong tay, sau một khắc, hai mắt nàng đóng lại. Yên lặng một cái chớp mắt. Hiu, Tiểu Bạch hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong tầng thứ hai đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của Lục Đinh Thần Hỏa. Tiểu gia hỏa ngươi làm cái quỷ gì, uy, ngươi chớ làm loạn a. Trong phòng luyện đan xuất hiện một màn buồn cười. Chỉ thấy Tiểu Bạch phẫn nộ ôm kiếm gỗ mãnh liệt bổ Lục Đinh Thần Hỏa, mỗi một kiếm rơi xuống, đều sẽ làm cho hỏa diễm của Lục Đinh Thần Hỏa hơi ảm đạm một chút. Mà lúc này Tiểu Bạch hiển nhiên là vô cùng tức giận, nàng nhắm mắt mãnh liệt bổ Lục Đinh Thần Hỏa. Giữa sân, kiếm khí răng khắp nơi. Hơn nữa ở dưới Tiểu Bạch huy động, hỏa diễm của Lục Đinh Thần Hỏa vậy mà mờ đi. Cũng may đúng lúc này, Dương Diệp thanh tỉnh lại, vội vàng ngăn ở trước mặt Tiểu Bạch, bất quá lúc này Tiểu Bạch hiển nhiên đã tức ngất đầu, không chút suy nghĩ một kiếm đánh xuống Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói. Tiểu Bạch, người mau tỉnh lại. Nghe được thanh âm của Dương Diệp, thân thể Tiểu Bạch khẽ run lên, cùng lúc đó, kiếm gỗ bổ về phía Dương Diệp đứng ở trên không trung, rất nhanh, Tiểu Bạch mở mắt, khi thấy Dương Diệp, nàng vội vàng vứt kiếm gỗ qua một bên, bay đến trước mặt Dương Diệp, đầu nhẹ nhàng chà sát lồng ngực hắn. Trong lòng Dương Diệp ấm áp, nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch nói. Ta không sao. Tiểu Bạch không nói gì, đầu chà sát lấy bộ ngực của hắn. Tiểu gia hỏa này làm cái quỷ gì? Đúng lúc này, Lục Đinh Thần Hỏa nói. Nghe Lục Đinh Thần Hỏa nói, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau đó ánh mắt của nàng chừng một cái, Tiểu Trảo chiêu chiêu, kiếm gỗ lại bay đến trong móng vuốt, muốn xuất kiếm. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vội vàng ôm lấy nàng, sau đó nói. Đừng nóng giận, hắn không phải tổn thương ta, hắn là đang giúp ta. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, con mắt nháy nháy, một bộ ngươi không có gạt ta chứ. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, con mắt nháy nháy, một bộ ngươi không có gạt ta chứ. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Bạch, sau đó nói. Hắn thật là đang giúp ta trở nên mạnh mẽ, cho nên không nên chém hắn, được không? Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Lục Đinh Thần Hỏa. Sau đó lại nhìn Dương Diệp, nàng nhẹ nhàng gật đầu nhỏ. Dương Diệp mỉm cười. Tiểu Bạch ngoan nhất. Nghe được Dương Diệp khích lệ, Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, bay đến trước mặt Dương Diệp, dùng trán của nàng nhẹ nhàng đụng đụng cái mũi Dương Diệp, sau đó nàng bay đến trước mặt Lục Đinh Thần Hỏa. Dương Diệp nheo mắt, tưởng Tiểu Bạch lại muốn động thủ, nhưng lúc này Tiểu Bạch lại duỗi ra móng vuốt bắt đầu vung vẩy. Rất nhanh, trên mặt Dương Diệp lộ ra nụ cười. Xin lỗi. Tiểu Bạch đây là đang xin lỗi. Nói xin lỗi xong, nàng cũng không đợi Lục Đinh Thần Hỏa hồi phục, quay người ôm kiếm gỗ tiêu thất. Dương Diệp cười khổ lắc đầu, tính cách của Tiểu Bạch khá ngây thơ, không có nghĩ nhiều như nhân loại, dưới cái nhìn của nàng, nàng nói xin lỗi là được. Còn người khác tha thứ hay không, cái kia cùng với nàng không có quan hệ. Lúc này, dường như nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa nói. Nàng làm bị thương ngươi. Vừa rồi hắn nhìn thấy, Lục Đinh Thần Hỏa rõ ràng có chút kiêng kỵ Tiểu Bạch. Không phải nàng, là chuôi kiếm kia. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Dương Diệp nhíu mày. Chuôi kiếm này đến cùng có lai lịch gì? Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Khẳng định không phải vật giới này, nhưng trong những danh kiếm ta biết, lại không có một thanh nào là kiếm gỗ, chẳng lẽ đây không phải bản thể của nó?
Dương Diệp lắc đầu. Ta không biết. Lai lịch thanh kiếm gỗ này, hắn cũng muốn biết, không chỉ muốn biết, còn muốn khống chế, nhưng đối phương chảnh như vậy, ngoại trừ Tiểu Bạch, ai cũng đừng nghĩ đụng. Bằng không thì, có được kiếm này, mượn nhờ năng lực của chuôi kiếm này, thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn. Đúng rồi. Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi biết rất nhiều danh kiếm. Như thế nào? Lục Đinh Thần Hỏa hỏi lại. Dương Diệp cười hắc hắc. Trong danh kiếm ngươi nhận biết, thanh nào mạnh nhất, tên là gì? Lục Đinh Thần Hỏa nói. Không có mạnh nhất, chủ yếu vẫn là nhìn người sử dụng bọn chúng. Đương nhiên, bản thân kiếm có phân chia cao thấp. Ở trong tất cả danh kiếm ta biết, có một thanh kiếm, kiếm này do rất nhiều truyền nhân cổ tu giả hợp lực chế tạo. Uy lực của nó là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Tên gì? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Thiên. Lục Đinh Thần Hỏa nói đến đây, đột nhiên lời nói của hắn xoay chuyển. Hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao kiếm kia ngươi không dùng được. Vì cái gì? Dương Diệp không hiểu. Kiếm kia, chỉ có nhân đạo thánh quân hoặc người trí thiện mới có thể khống chế, ngươi thì sao? Ngươi là ma đầu sát nhân, nếu ngươi gặp được kiếm kia, đừng nói khống chế, nó khẳng định sẽ trước giết chết ngươi. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Dương Diệp. Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu, sau đó kiếm ý tuôn ra bên ngoài cơ thể. Kiếm ý. Thứ này, hư vô mờ mịt, nhưng nó xác thực tồn tại, đồng thời có thể thực chất hóa. Giống như không khí, mọi người nhìn không thấy, ngửi không được. Nhưng lại có thể cảm giác được. Kiếm ý khác không khí là bởi vì thông qua mọi người tu luyện, mọi người đã có thể khống chế, đồng thời có thể thực chất hóa. Nói cho cùng, loại vật ý cảnh này, hư vô mờ mịt, nhưng sau khi ngươi khống chế, nó không còn hư vô mờ mịt nữa. Kiếm ý có quan hệ với tinh thần lực và ý chí lực, thời điểm Lục Đinh Thần Hỏa bao vây kiếm ý của hắn, đứng mũi chịu sào chính là tinh thần lực. Ở dưới Lục Đinh Thần Hỏa bọc vào, kiếm ý của Dương Diệp dần dần thu nhỏ, bất quá bởi vì có ý chí bất khuất, bởi vậy kiếm ý của hắn không có trực tiếp bị Lục Đinh Thần Hỏa đốt thành hư vô. Nhưng Dương Diệp có chút không dễ chịu. Hiện tại kiếm ý của hắn tương đương với một khối thiết, mà Lục Đinh Thần Hỏa là chùy. Thống khổ vô hình. Lục Đinh Thần Hỏa cũng không có trực tiếp hủy kiếm ý của Dương Diệp, mà không ngừng thiêu đốt kiếm ý của hắn, mà hắn cũng không có chặt đứt liên hệ của mình và kiếm ý. Cho nên loại đau khổ này trực tiếp truyền đến trên người hắn. Thống khổ đến từ tinh thần lực. Bất quá Dương Diệp vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì hắn rất rõ ràng một điểm, nếm trải khổ trong khổ, mới là người trên người. Tựa như một khối thiết, nếu như không thông qua thiên truy bách luyện, làm sao có thể trở thành bảo kiếm chém sắt như chém. Bùn. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, khuôn mặt Dương Diệp nguyên bản vặn vẹo dần dần khôi phục bình thường. Mà kiếm ý của hắn, cũng đang dần dần phát sinh một loại biến hóa nào đó. Dương Diệp còn có một ưu điểm, có thể nói là ưu điểm lớn nhất của hắn, chính là có khả năng tiếp nhận thống khổ. Mặc kệ là trên người hay trên tinh thần, hoặc trên linh hồn thống khổ, cho dù đau đến không muốn sống, hắn cũng có thể không buông bỏ, cắn răng kiên trì. Như An Nam Tĩnh nói, hắn không chỉ có hung ác với người khác, hắn đối với mình còn ác hơn. Một người có khả năng hung ác với mình, là làm sao cũng sẽ không kém. Thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt đã 2 ngày đi qua. Dương gia thế tử chi tranh bắt đầu. Trời tờ mờ sáng, Dương gia tứ đại quân đoàn cùng 72 lộ chiến tướng đều đã rút lui ra ngoài thành, ngay sau đó, vô số cường giả lục tục ngo ngoe vào Dương gia. Nam Minh Môn. Thiên Cơ Thành có 4 cửa thành, Nam Minh Môn chính là một cái trong số đó, nhưng Nam Minh Môn bình thường sẽ không mở ra. Nam Minh Môn này, sẽ chỉ ở một thời gian mở ra, chính là thời điểm Dương gia thế tử chi tranh bắt đầu. Bởi vì thời điểm này, cấp dưới cùng bằng hữu kết giao của những thiếu gia Dương gia, đều sẽ từ Nam Minh Môn tiến vào. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không theo nơi này tiến vào. Mặt trời mới lên, một đoàn người đột nhiên xuất hiện ở ngoài Nam Minh Môn. Cầm đầu là một nam tử hoa bào, nam tử này, chính là Dương gia đại thiếu gia Dương Giản. Ở bên phải Dương Giản, là một lão giả tay cầm mộc trượng, lão giả mặc áo bào đen, đi đường nhìn không chớp mắt. Nửa bước chân cảnh, lão giả cũng không có ẩn nấp khí tức của mình, phải nói, hắn là cố ý để lộ ra khí tức của mình. Mà ở bên trái Dương Giản,
là một thanh niên mặc trường bào màu mực, nam tử tuổi chừng hơn 20, thân thể thẳng tắp, như thanh tùng ngông nghênh, ở chỗ trán điểm xuyết một điểm đỏ thẫm. Chí Cảnh. Tên nam tử này là cường giả Chí Cảnh. Mà sau lưng Dương Giản là 20 huyền giả mặc ngân giáp. Chí Cảnh. 20 cường giả kia toàn bộ là Chí Cảnh. Cũng không phải nói Chí Cảnh đã như cầu đi đầy đất, phải biết, ở trong đó, ngoại trừ cường giả Dương Giản bồi dưỡng, còn có rất nhiều là thế lực khác tài trợ, tỉ như nhà mẹ đẻ của mẫu thân hắn, nhà mẹ đẻ của thê tử hắn. Đương nhiên, thế lực của Dương Giản khẳng định không chỉ như vậy, chỉ bất quá lần này Dương gia thế tử chi tranh, so là tinh nhuệ, bởi vậy Dương Giản chỉ mang bộ phận tinh nhuệ nhất ra ngoài. Khi đi đến cửa thành, Dương Giản đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn ba chữ Nam Minh Môn trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Cổ Tà huynh, ngươi nói, ta có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không? Bên người Dương Giản, nam tử tên Cổ Tà lạnh nhạt nói. Dương Giản huynh ngươi cảm thấy thế nào? Dương Giản lắc đầu cười một tiếng. Mấy đường đệ kia của ta, thật không đơn giản. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Cổ Tà. Lần này cuốn ngươi vào Dương gia ta. Cổ Tà lắc đầu. Người ta huynh đệ tầm đó, không cần phải nói nhiều như vậy. Hơn nữa ta cũng đang muốn kiến thức những thiên tài kia của Dương gia ngươi. Dương Giản mỉm cười. Vậy thì tốt, chúng ta cùng một chỗ kiến thức thực lực của những đường đệ kia. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải giải quyết một người. Nói xong, một đoàn người tiến vào thành. Sau khi Dương Giản đi, lại một nam tử đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa cách đó không xa, sắc mặt nam tử mang theo tái nhợt bệnh trạng. Nam tử này, chính là Dương gia cửu thiếu gia Dương Hiền. Ở bên người Dương Hiền, còn đứng một hắc y nhân, toàn thân hắc y nhân đều bị áo bào đen bao phủ, bởi vậy người khác căn bản không nhìn thấy dung mạo của hắn. Dương Hiền cùng hắc y nhân đi tới dưới tường thành, Dương Hiền ngẩng đầu nhìn ba chữ Nam Minh Môn hồi lâu, sau đó nói. Cô Phàm huynh, ta cảm thấy, Dương gia có chút quy củ nên sửa lại. Hắc y nhân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Ta thay ngươi giết sạch những thiếu gia Dương gia kia, để ngươi làm thế tử. Dương Hiền mỉm cười. Không thể khinh thường, đại ca kia của ta, cũng không phải hạng người bình thường, còn có tứ ca, hắn cũng là truyền nhân cổ tu giả, còn có thập đệ Dương Diệp mới xuất hiện, hắn thật không đơn giản. Hắc y nhân lạnh nhạt nói. Dương gia thế hệ trẻ tuổi, trừ kia Dương Liêm Sương cùng ngươi ra, người còn lại, cần gì để ý. Dương Hiền cười cười. Sau đó nói, tính cách của ngươi, rất giống đại tỷ A. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Trước đó, chúng ta trước tiên cần phải đi giết một người. Ai? Hắc y nhân hỏi. Dương Hiền mỉm cười. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bất quá khả năng không tới phiên chúng ta. Nói xong, hắn tiến vào trong thành. Cô Phàm cũng đi theo. Sau khi hai người tiến vào trong thành ước chừng một khắc, cửa thành đột nhiên đóng lại. Điều này đại biểu các Dương gia thiếu gia còn lại đã tiến vào thành. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên ở trên bầu trời toàn bộ Thiên Cơ thành. Cường giả sống, kẻ yếu chết, 3 ngày sau, cửa thành mở, còn sống đi ra, tiến vào vòng tiếp theo. Trong bát đại thế gia, Dương gia thế tử chi tranh tàn khốc nhất. Cái này giống như dưỡng cổ, để những độc trùng kia tự giết lẫn nhau, sau đó còn sống là vương. Mặc dù tàn khốc, nhưng hiệu quả lại cực kỳ hữu dụng. Bởi vì cạnh tranh như vậy, Dương gia thế tử mặc kệ là thực lực hay các phương diện, đều cực kỳ ưu tú. Một gia tộc, có thể tiếp tục truyền thừa tiếp hay không, có thể không suy sụp hay không, chủ yếu nhất là xem người dẫn đầu. Nếu người cầm lái là phế vật, không cần phải nói, gia tộc này khẳng định sẽ suy sụp. Hơn nữa Dương gia dùng loại phương thức này đến tranh thế tử, nói tóm lại lợi nhiều hơn hại. Bởi vì coi như Dương gia không dùng loại phương pháp này, những thế tử kia vẫn sẽ ngươi tranh ta đấu, hơn nữa ám đấu sẽ càng thêm lợi hại. Đã như vậy, Dương gia dứt khoát để các thế tử đấu công khai, bởi vì đấu công khai, đều ở dưới mí mắt của cao tầng Dương gia, ở trong khống chế của bọn hắn. Sau khi người thần bí tuyên bố thế tử chi tranh bắt đầu, toàn bộ Thiên Cơ thành đột nhiên yên tĩnh lại. Yên tĩnh trước cơn bão. Bất quá rất nhanh, yên tĩnh bị đánh vỡ. Bởi vì Dương gia ngũ thiếu gia Dương Lận cùng Dương gia tam thiếu gia Dương Vân, còn có lục thiếu gia Dương Mạt toàn bộ tuyên bố rời khỏi thế tử chi tranh. Thế tử chi tranh, là có thể lựa chọn rời khỏi,
bất quá cái giá có chút lớn, bởi vì một khi lựa chọn rời khỏi, thì phải rời Dương gia, đơn giản mà nói là ngoại phóng, nói khó nghe là lưu vong, mặc cho đối phương tự sinh tự diệt. Dương gia không nuôi phế vật. Trừ cái đó ra, đây cũng là tránh cho ngày sau xuất hiện thiếu gia cá biệt ở Dương gia tranh quyền tạo phản. Nói tóm lại, một khi thế tử tranh cử ra, khi đó tất cả tài nguyên của Dương gia sẽ khuynh hướng thế tử. Những thiếu gia từ bỏ thế tử chi tranh kia, liền ý nghĩa bọn hắn từ bỏ tài nguyên của Dương gia, cũng từ bỏ chỗ dựa Dương gia. Bởi vì ở bên ngoài xảy ra chuyện, Dương gia rất có thể sẽ không đi quản. Nhưng nếu thế tử xảy ra vấn đề, nói tóm lại, thế tử bình thường là sẽ không xảy ra vấn đề, bởi vì khi đó, Dương gia tự có cường giả ở trong bóng tối bảo hộ. Đương nhiên, những thế tử từ bỏ này, bình thường đều có tự mình biết rõ, không có năng lực kia, còn muốn đi tranh, cái kia chính là muốn chết. Lưu vong, dù sao cũng tốt hơn chết. Theo mấy thế tử rời khỏi, tham gia thế tử chi tranh chỉ còn lại có đại thiếu gia Dương Giản, tứ thiếu gia Dương Nho, thất thiếu gia Dương Hình, bát thiếu gia Dương Thiên, cửu thiếu gia Dương Hiền cùng sắp xếp thứ 10 Dương Diệp. Bóng đêm giáng lâm, thiên cơ thành lộ ra càng thêm an tĩnh. Đúng lúc này, một đoàn người xuất hiện ở trên đường phố. Một thanh niên nam tử tay cầm quạt xếp, thanh niên nam tử này chính là Dương gia tứ thiếu gia Dương Nho. Mà ở bên trái hắn, là Lục gia thế tử Lục Nguyên Trảm, ở bên phải hắn, là một lão giả áo gai. Ở sau ba người, còn có 17 huyền giả mặc hắc bào, từ khí tức đến xem, toàn bộ đều là chí cảnh. Rất nhanh, Dương Nho ngừng lại, mà ở đối diện bọn hắn, chính là phủ đệ của Dương Diệp. Dương Nho huynh, vì sao nhất định phải giết Dương Diệp? Bên người Dương Nho, Lục Nguyên Trảm đột nhiên nói. Dương Nho nhìn phủ đệ Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Không phải ta muốn giết hắn, mà là có người muốn giết hắn. Hai mắt Lục Nguyên Trảm nhíu lại. Có ý tứ gì? Dương Nho lạnh nhạt nói. Ngươi không biết thân phận của vị thập đệ này, thân phận của hắn không bình thường a. Xin lắng tai nghe. Lục Nguyên Trảm nói. Dương Nho nói. Phụ thân của hắn, là yêu nghiệt ngàn năm khó gặp của Dương gia ta, năm đó Dương gia ta thế yếu, là phụ thân hắn dẫn đầu, Dương gia ta mới có thể đối kháng Doanh gia, cùng Vũ gia đặt song song. Đáng tiếc, cuối cùng phụ thân hắn đột nhiên sinh biến, tu vi tan hết, trở thành một phế nhân. Sau đó thì sao? Lục Nguyên Trảm nói. Dương Nho khẽ lắc đầu. Mặc dù tu vi tan hết, nhưng lúc ấy hắn ở Dương gia rất được lòng người, cho nên dù cho đương thời rất nhiều người ước gì hắn chết, nhưng đều không người dám động thủ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn bị lưu đày, mà sau khi hắn bị lưu vong, hắn ban đầu ở bên ngoài đánh xuống những thế giới kia toàn bộ bị chia cắt, hiện tại đều thành Dương gia. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Đương nhiên, xa xa không chỉ như vậy, năm đó phụ thân hắn ở Dương gia thế lớn, có thể nói, Dương gia gia chủ tương lai là hắn. Mà bây giờ, Dương gia gia chủ là người khác, người minh bạch ý tứ của ta không? Dường như nghĩ tới điều gì, mí mắt Lục Nguyên Trảm hơi nhảy. Nếu như là vị kia muốn giết hắn, không cần mượn nhờ tay của ngươi a. Dương Nho cười cười. Không mượn tay của ta, vậy thì mượn tay ai đây? Hắn tự mình ra tay. Lục huynh, ngươi phải hiểu được, tất cả mọi người đang nhìn a. Nói đến đây, hắn nhìn về phía phủ đệ Dương Diệp, sau đó lại nói. Kỳ thật, hắn không trở lại đối với tất cả mọi người là tốt. Nhưng hắn trở về. Có ý tứ gì? Lục Nguyên Trảm nói. Dương Nho cười cười, sau đó nói. Sự xuất hiện của hắn, nói cho Dương gia ta biết một sự kiện, chính là phụ thân hắn còn sống. Phụ thân hắn cũng không phải người tính tình tốt gì, năm đó hắn là bị Dương gia bước đi, ngươi nói, nếu như hắn khôi phục thực lực, trở về Dương gia, chuyện thứ nhất là làm cái gì? Lục Nguyên Trảm trầm mặc. Dương Nho lại nói. Người năm đó bỏ đá xuống giếng, cũng không ít a. Mà rất nhiều thân tín của phụ thân hắn, đều đã bị thanh lý. Dùng tính cách của phụ thân hắn, nếu trở về, chuyện thứ nhất khả năng là huyết tẩy Dương gia. Vì cái gì giết Dương Diệp? Lục Nguyên Trảm nói. Hai mắt Dương Nho nhíu lại. Nhổ cỏ, phải trừ tận gốc a. Hơn nữa vị thập đệ này của chúng ta, thiên phú cùng tiềm lực đã để những người kia kiêng kỵ. Vì cái gì bọn hắn không trực tiếp phái cường giả chân cảnh ra mặt? Lục Nguyên Trảm lại nói. Ngươi cho rằng không có sao? Dương Nho nói. Đáng tiếc thất bại,
phụ thân hắn năm đó, còn có thật nhiều thủ hạ trung tâm, những người kia, ở Dương gia đã thành đại khí, xem như trưởng lão điện cùng giới luật điện, kể cả tộc trưởng cũng không dám tùy tiện động, khẽ động, khả năng Dương gia sẽ chân chính nội loạn. Cho nên giữa bọn hắn có một hiệp nghị, cường giả chân cảnh không được ra tay. Lục Nguyên chảm nhẹ gật đầu. Minh bạch, thế nhưng Dương Nho huynh, ngươi giết hắn, chỉ sợ. Dương Nho cười cười, sau đó nói. Ta giết hắn, rất nhiều người có thể sẽ báo thù cho hắn, đúng không? Lục Nguyên chảm nhẹ gật đầu. Ngươi không lo lắng sao? Dương Nho nhìn phủ đệ Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta không có lựa chọn, không chỉ ta, đại ca, lão cửu còn có lão ngũ cùng lão thất, cũng không có lựa chọn. Bọn hắn. Lục Nguyên chảm kinh ngạc nhìn về phía Dương Nho. Dương Nho nhẹ gật đầu, nhìn phủ đệ Dương Diệp. Hắn cùng phụ thân hắn không chết, Dương gia có thể sẽ phân liệt, chỉ có bọn hắn chết, mới có thể chân chính đoạn tuyệt một ít người tưởng niệm, mới có khả năng bảo đảm Dương gia không nội loạn. Nói đến đây, hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười. Biết không, lần này nhiệm vụ của chúng ta không phải ai còn sống đi ra, mà là để hắn chết. Nói đến đây, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ dữ tợn. Phải nói, là Dương gia muốn hắn chết. Phụ thân hắn. Lục Nguyên chảm thấp giọng nói. Dương Nho khẽ lắc đầu. Phụ thân hắn tốt nhất đừng xuất hiện, nếu xuất hiện, đồng dạng sẽ chết. Sợ phụ thân hắn còn sống, không chỉ là Dương gia ta. Phụ thân hắn năm đó ở hệ Ngân Hà, đắc tội người cũng không ít. Nói xong, hắn bước ra một bước, sau đó nói. Liền để ta mở đầu đi. Nói xong, tay hắn đột nhiên động một cái, quạt xếp trong tay hóa thành bạch quang tiêu thất ở nơi xa. Hiu! Theo một tiếng xé gió vang lên, quạt xếp trong nháy mắt đi tới trước phủ đệ của Dương Diệp, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong đó thoáng hiện. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, quạt xếp bay ngược trở lại trong tay Dương Nho, mà lúc này, một đạo kiếm quang rơi vào cách Dương Nho không xa. Kiếm quang tán đi, Dương Diệp xuất hiện. Dương Nho đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói. Xem ra thực lực của ngươi lại tiến bộ, chúc mừng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Nho, sau đó lạnh nhạt nói. Ta không biết tại sao ngươi muốn nhằm vào ta, bất quá, với ta mà nói, đều không trọng yếu. Ai muốn ta chết, ta liền để hắn chết. Thanh âm rơi xuống, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa, tay phải Dương Nho chiêu chiêu, quạt xếp Dương ra, sau đó một vệt sáng từ trong đó bắn nhanh ra. Oanh! Giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang. Cái này khiến không gian xung quanh run lên kịch liệt. Theo tiếng nổ lớn vang lên, chùm sáng kia ầm vang tiêu tán, Dương Diệp hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt Dương Nho. Hai mắt Dương Nho nhíu lại, bước ra một bước, sau đó điểm ra một chỉ, trên chỉ bạch quang lượn lờ. Mũi kiếm cùng đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, không gian xung quanh run lên kịch liệt, cùng lúc đó, Dương Diệp cùng Dương Nho liên tục lùi lại. Bất quá Dương Diệp rất nhanh đã ngừng. Sau đó chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Nơi xa, hai mắt Dương Nho nhíu lại, tay trái hóa trưởng vỗ ra một trưởng. Oanh! Một đạo bạch quang kinh khủng đột nhiên từ trong lòng bàn tay hắn đổ xuống. Trong chốc lát, Dương Diệp hóa thành kiếm quang bị bạch quang bao phủ, bất quá thoáng qua, kiếm quang từ trong đó xé rách ra, ngay sau đó đâm thẳng về phía Dương Nho. Trong mắt Dương Nho lóe lên hàn quang, tay phải cong ngón búng ra. Quạt xếp trong tay hóa thành bạch quang bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành trường hồng bắn mạnh về phía Dương Diệp. Nơi xa, hai tay Dương Diệp nắm kiếm bổ một phát. Oanh! Một kiếm chém xuống, quạt xếp bị chạm thành hư vô, mà lúc này, Dương Diệp lần nữa giơ kiếm chém xuống. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp cùng Dương Nho liên tục lùi lại. Ba hơi sau, hai người đã riêng phần mình lui trọn vẹn trăm trượng. Vừa mới dừng lại, khóe miệng Dương Nho tràn ra máu đỏ tươi, hắn lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Không chỉ thực lực trở nên mạnh mẽ, ngay cả nhục thân cũng mạnh như thế. Thật khiến người bất ngờ. Dương Diệp không nói nhảm, chân phải giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía Dương Nho. Nhưng đúng lúc này, tay phải Dương Nho đột nhiên vung lên, trong chốc lát. Lục Nguyên Trảm, lão giả áo gai còn có 17 cường giả trí cảnh ở phía sau hắn cùng nhau tiến lên, bao vây Dương Diệp lại. Ầm ầm.
Theo mấy tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người bị chấn đến mấy ngàn trượng. Người này, chính là Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp dừng lại, hắn nhìn về phía lão giả áo gai này là cường giả nửa bước chân cảnh. Dương Nho cười lạnh một tiếng. Hôm nay, ta sẽ không đơn đả độc đấu với ngươi. Dương Diệp, ngươi lại nghịch thiên, hôm nay cũng phải chết. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo bạch quang bắn ra. Ở sau lưng hắn, là Lục Nguyên Trảm, lão giả áo gai còn có 17 cường giả trí cảnh. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Quần ẩu, lão tử sợ qua ai? Nói xong, tay phải hắn lật một cái, một cuộn tranh xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng qua, cuộn tranh run lên kịch liệt, sau đó tiêu thất, tràng cảnh giữa sân biến ảo thành một mảnh tinh không. Ngân Hà kiếm đồ. Ngân Hà kiếm đồ. Mặc dù Ngân Hà kiếm đồ chỉ là bảo vật vượt qua phẩm giai, thấp hơn bảo vật trí cảnh một cấp, nhưng uy lực của nó mạnh ở thực lực cùng kiếm ý của người thi triển. Đặc biệt là kiếm ý. Mặc kệ là kiếm khí gì, hắn mạnh hơn như, cũng phải xem kiếm ý. Đương nhiên, ngoại trừ số ít kiếm tu cá biệt. Tràng cảnh hóa thành một mảnh tinh không, tay phải Dương Diệp ném đi, kiếm tổ trong tay bay đến nơi xa, ngay sau đó, vô số tinh thần kiếm khí từ chân trời rơi vào đến, giờ khắc này, toàn bộ thiên cơ thành tựa như ban ngày. Bất quá rất nhanh, những tinh thần kiếm khí kia toàn bộ tụ lại, cuối cùng chất chồng, vô số tinh thần kiếm khí không ngừng trùng điệp, cuối cùng trùng điệp thành trăm đạo kiếm khí. Ngay sau đó, trăm đạo tinh thần kiếm khí này bắn về phía đám người Dương Nho. Nhìn thấy trăm đạo kiếm khí rơi vào, sắc mặt đám người Dương Nho thay đổi. Bởi vì sau khi những kiếm khí này trùng điệp, lực lượng ẩn chứa trong đó càng khủng bố hơn. Trọng yếu nhất là, trong những kiếm khí này ra chỉ hai loại ý cảnh. Sát ý chí cảnh, kiếm ý chí cảnh. Giờ phút này Dương Diệp là kiếm ý chí cảnh, ở trong Hồng Mông Tháp, hắn nghĩ phương pháp quả nhiên không sai. Ở dưới lục đinh thần hỏa rèn luyện, kiếm ý của hắn rốt cục đạt đến cực hạn, cũng là chí cảnh. Ở dưới sát ý chí cảnh cùng kiếm ý chí cảnh gia trì, trong những tinh thần kiếm khí kia ẩn chứa lực lượng, là kinh khủng tới cực điểm. Sát ý gia trì kiếm khí, mặc dù cũng có uy lực rất lớn, còn kém xa kiếm ý. Kiếm ý chí cảnh tăng thêm sát ý chí cảnh, đặc biệt là trong sát ý cùng kiếm ý ẩn chứa ý chí bất khuất, cái này khiến trăm đạo tinh hà kiếm khí uy lực đạt đến cực hạn. Tăng thêm hiện tại Dương Diệp đạt đến luân hồi cảnh, có thể dễ dàng khống chế Ngân Hà kiếm đồ, bởi vậy giờ phút này tất cả tinh thần kiếm khí, còn kinh khủng hơn nhất kiếm luân hồi. Ở dưới Dương Diệp điều khiển, những tinh thần kiếm khí này trực tiếp chui vào trong đám người. Giữa sân, tinh hà kiếm khí tung hoành. A a a a. Lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đồ sát. Chân chính đồ sát. Những cường giả trí cảnh kia. Ở trước mặt tinh hà kiếm khí, cơ hồ không có sức chống cự. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, thì có mấy cường giả trí cảnh bị tinh thần kiếm khí chém giết. Hủy mảnh tinh thần không gian này. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Nho, ngay sau đó, một cột sáng màu trắng nổ ra. Oanh! Toàn bộ tinh thần không gian run lên kịch liệt, sau đó không gian chung quanh có chút mở đi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Dương Nho vui mừng. Muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tiến nhập trong đám người, sau đó vô số đạo kiếm khí từ trong đó bắn ra. Suy suy, bất ngờ không đề phòng, có hai cường giả trí cảnh đầu bị Dương Diệp cắt xuống, cùng lúc đó, sát ý cùng kiếm ý cường đại chấn người còn lại đến hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp đánh tới, làm cho đám người Dương Nho nhất thời loạn trận cước. Những tinh thần kiếm khí kia trong nháy mắt lại chém giết mấy tên cường giả trí cảnh. Dương Diệp. Đúng lúc này, xa xa Dương Nho gầm thét, sau đó cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang bắn mạnh tới Dương Diệp đang điên cuồng đổ sát. Nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau một tên cường giả trí cảnh khác, sau đó. Xuy. Một cái đầu mang theo cột máu bay ra. Thời điểm đầu người bay ra ngoài. Dương Diệp lại lần nữa biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở sau lưng một cường giả trí cảnh khác, ngay sau đó. Xuy. Lại một cường giả trí cảnh đầu bay ra ngoài. Giờ khắc này, những trí cảnh còn lại kia, bao quát Lục Gia Thế Tử cùng lão giả áo gai nửa bước chân cảnh đều có chút luống cuống. Giờ khắc này, bọn hắn phát hiện, mình đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp.
Giờ phút này thực lực của Dương Diệp đã hoàn toàn không phải lúc trước bọn hắn nhìn thấy. Thực lực tổng hợp của Dương Diệp đã có một bay vọt về chất, tăng thêm tinh hà kiếm khí kiềm chế, bọn hắn đã không tạo được uy hiếp với Dương Diệp. Mà ám chi pháp tắc của Dương Diệp, giờ phút này hoàn toàn trở thành ác mộng của bọn hắn. Kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống. Không cần quản hắn, trước đánh nát mảnh không gian này. Đúng lúc này, giữa sân vang lên thanh âm của Dương Nho, ngay sau đó, vô số chùm sáng màu trắng từ trong thân thể hắn bao phủ ra, lão giả áo gai cùng Lục Nguyên Trảm cũng vội vàng ra tay. Ở dưới ba người liên thủ oanh kích, tinh thần không gian chung quanh càng ngày càng hư ảo. Mười hơi sau, rốt cục vỡ nát ra. Tinh thần kiếm khí tiêu thất, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Lúc này, trên mặt đất đã nằm xuống 17 thi thể, trong đó, đại bộ phận đều không có đầu. Mặc dù Dương Nho, lão giả áo gai còn có Lục Nguyên Trảm không chết, nhưng giờ phút này trên người đều đã có không dưới 10 vết kiếm thương, đặc biệt là Lục Nguyên Trảm, một cái tai bị tinh thần kiếm khí gọt sạch. Giờ phút này, sắc mặt ba người vô cùng khó coi. Đặc biệt là Dương Nho, những cường giả trí cảnh kia, phần lớn đều là tâm phúc hắn bồi dưỡng nhiều năm, còn có một số là ngoại viện hắn kéo tới, mà bây giờ, toàn bộ chết rồi. Toàn bộ chết rồi. Sắc mặt Dương Nho cực kỳ khó coi. Nơi xa, trường kiếm Dương Diệp chỉ xéo mặt đất, sau đó nhìn về phía đám người Dương Nho. Thoải mái không? Kỳ thật, hắn cũng muốn trước giết Dương Nho, lão giả áo gai và Lục Nguyên Trảm, nhưng hắn không có nắm chắc một kích tất sát đối phương, một khi không cách nào nhất kích tất sát đối phương, vậy liền lãng phí thời gian. Hơn nữa còn có thể làm cho đối phương ngưng tụ, nếu như đối phương ngưng tụ, vậy hắn sẽ rất khó tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên hắn trực tiếp trước giết những tay chân kia. Một bên, nghe Dương Diệp nói, thần sắc của Dương Nho lập tức dữ tợn lên. Dương Diệp, ngươi, ngươi con mẹ ngươi, muốn đánh thì đánh, lại nhảy cái gì? Dương Diệp nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi. Gia trì sát ý chí cảnh cùng kiếm ý chí cảnh, nhất kiếm luân hồi của hắn uy lực lần nữa đạt đến một độ cao mới. Đặc biệt là trong sát ý cùng kiếm ý ẩn chứa ý chí bất khuất. Những nơi kiếm khí đi qua, không gian trực tiếp rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lục Nguyên Trảm biến đổi, bởi vì sau khi thế tử chi tranh bắt đầu, không gian trong Thiên Cơ Thành đã bị cường giả Dương gia tăng cường. Có thể nói, cường giả chân cảnh cũng khó mà tùy tiện trấn vỡ không gian nơi này, mà bây giờ, một kiếm này của Dương Diệp vậy mà trực tiếp đánh rách không gian. Có thể tưởng tượng, một kiếm này khủng bố đến mức nào? Thời điểm Dương Nho nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, sau đó hai tay vẫy một cái, trong chốc lát, vô số chùm sáng màu trắng từ trong thân thể hắn bạo phát ra, những chùm sáng màu trắng này cuối cùng hội tụ thành một quang cầu to lớn ngăn ở trước mặt hắn. Kiếm quang đến. Oanh! Trong chốc lát, không gian phương viên vạn trượng run lên kịch liệt, ngay sau đó, quả cầu ánh sáng kia ầm vang vỡ vụn. Vô số đạo khí lãng kinh khủng từ trước mặt Dương Nho khuếch tán ra, Dương Nho thì trong nháy mắt bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xé mở tất cả khí lãng, kiếm quang trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Nho, nhưng lúc này, một trường ấn đột nhiên xuất hiện ở bên trái Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, kiếm thế thay đổi, trực tiếp bổ về phía bên trái. Oanh! Kiếm rơi xuống, trường ấn bị chạm thành hư vô, mà lúc này, Dương Nho đã cùng lão giả áo gai và Lục Nguyên Trảm tụ lại. Giờ phút này, thần sắc ba người vô cùng đề phòng. Thực lực của Dương Diệp đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dương Nho gắt gao nhìn Dương Diệp. Oanh! Trong chốc lát, không gian phương viên vạn trượng run lên kịch liệt. Ngay sau đó, quả cầu ánh sáng kia ầm vang vỡ vụn. Vô số đạo khí lãng kinh khủng từ trước mặt Dương Nho khuếch tán ra. Dương Nho thì trong nháy mắt bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xé mở tất cả khí lãng, kiếm quang trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Nho, nhưng lúc này, một trường ấn đột nhiên xuất hiện ở bên trái Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, kiếm thế thay đổi, trực tiếp bổ về phía bên trái. Oanh! Kiếm rơi xuống, trường ấn bị chạm thành hư vô, mà lúc này, Dương Nho đã cùng lão giả áo gai và Lục Nguyên Trảm tụ lại. Giờ phút này, thần sắc ba người vô cùng đề phòng. Thực lực của Dương Diệp đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dương Nho gắt gao nhìn Dương Diệp. Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh đến trình độ như vậy, ngươi? Ngươi con mẹ ngươi.
Dương Diệp nói xong, cả người tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Nho, phát giác được một màn này, sắc mặt Dương Nho đại biến, muốn ra tay, nhưng lúc này, Dương Diệp lại quỷ dị biến mất. Thời điểm Dương Diệp biến mất lần nữa, sắc mặt lão giả áo gai đại biến, bởi vì Dương Diệp quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Dương Đông kích Tây. Trong lòng lão giả áo gai hoảng hốt, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn bừng lên, nhưng cỗ khí thế này bị kiếm khí ra chỉ sát ý bất khuất cùng kiếm ý bất khuất xé rách, ngay sau đó. Xuy. Đầu của lão giả áo gai mang theo cột máu bay ra. Một kiếm chém giết lão giả áo gai, Dương Diệp lại biến mất ngay tại chỗ. Cẩn thận. Giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh kinh hãi của Dương Nho. Một bên, thời điểm Dương Diệp tiêu thất, sắc mặt của Lục Nguyên Trảm thay đổi. Vừa muốn thoát đi tại chỗ, nhưng lúc này, hai cỗ ý cảnh kinh khủng đặt ở trên người hắn, cái này khiến thân hình Lục Nguyên Trảm dừng lại, mà chỉ nháy mắt đó. Xuy. Đầu của Lục Nguyên Trảm bay ra. Thuấn sát. Sau khi lĩnh ngộ ý chí cùng kiếm ý bất khuất, thời khắc này thực lực của Dương Diệp đã đạt đến độ cao mới. Đặc biệt là ý chí bất khuất ý này không chỉ tăng cường nhục thể của hắn, càng tăng mạnh kiếm ý cùng sát ý. Có thể nói, đừng nói nửa bước chân cảnh, hiện tại hắn có thể cùng cường giả chân cảnh chiến một trận, đương nhiên, hắn cùng cường giả chân cảnh tầm đó vẫn có khoảng cách, chỉ bất quá, sẽ không giống như trước kia bị người ta đè đánh. Sau khi Dương Diệp chém giết Lục Nguyên Trảm, Dương Nho đã trực tiếp thoát đi tại chỗ, cùng lúc đó, từng đạo bạch quang từ trong thân thể hắn bừng lên. Sau đó tầng tầng lớp lớp ngăn ở sau lưng hắn. Giờ khắc này, hắn thật có chút sợ. Một bên, Dương Diệp nhìn về phía Dương Nho. Hiện tại, chúng ta có thể đơn đấu. Dương Nho gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói. Dương Diệp, ta không giết được ngươi, nhưng có người giết ngươi. Ta sẽ nhìn. Nói xong, tay phải hắn giơ lên, một phù lục phóng lên tận trời, thoáng qua, một vệt sáng trực tiếp bao phủ hắn. Ngay sau đó, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Từ bỏ tranh đoạt thế tử. Dương Nho từ bỏ. Vì mạng sống mà từ bỏ. Nơi xa, Dương Diệp trầm mặc, hắn nghe Dương Huyên nói qua, sau khi thế tử chi tranh bắt đầu, nếu như cảm thấy không được, có thể từ bỏ, phù lục kia là bảo mệnh phù, có thể dùng cứu mạng, mỗi một vị thiếu gia tham gia thế tử chi tranh đều có. Nhưng mà, hắn không có. Chấm. Không có. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, không trung, ngôi sao đầy trời, yên tĩnh im ắng. Dương gia là quên cho hắn bảo mệnh phù sao? Làm sao có thể? Nhìn tinh không hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên khẽ nở nụ cười, hiện tại, hắn chân chính tin tưởng Dương Huyên nói. Dương gia này, thật là có rất nhiều người muốn hắn chết. Sở dĩ Dương Nho muốn giết hắn, khẳng định cũng là ý tứ của một ít người Dương gia. Bằng không thì hắn cùng Dương Nho không oán không cừu, dùng trí thông minh của Dương Nho, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến trêu chọc hắn. Dương gia, có chút không đúng a. Lúc này, Lục Ly Ca xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Quá an tĩnh. Dương Diệp đánh giá Lục Ly Ca một chút. Khôi phục. Lục Ly Ca khẽ gật đầu. Hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Ngươi đi đi. Lục Ly Ca không vui nói. C. Ngươi cái tên này có ý tứ gì, sợ ta liên lụy ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có chút. Sắc mặt Lục Ly Ca lập tức đen lại, trầm mặc hát ca hồi lâu, hắn lắc đầu. Ta biết ý tứ của ngươi, ngươi không muốn liên lụy ta, nhưng ngươi cảm thấy ta sẽ đi sao? Mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ta cũng là luân hồi cảnh, hơn nữa ta cũng có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không biết, tình huống có chút không bình thường sao? Lục Ly Ca nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Với ta mà nói, đều giống nhau. Dương Diệp quay đầu nhìn Lục Ly Ca hồi lâu, sau đó nói. Được rồi, không khuyên ngươi nữa. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi chết trước, ta khẳng định bao chôn. Lục Ly Ca nhún vai nói. Ngươi cũng yên tâm, nếu như ngươi chết trước, ta cũng bao chôn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói gì. Các ngươi đều sẽ chết. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đoàn người chậm rãi đi tới bọn họ, chính là Dương gia đại thiếu gia Dương Giản. Rất nhanh,
đám người Dương Giản ngừng lại. Dương Giản đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói. Lấy cá nhân ta mà nói, ta đối với ngươi vẫn rất thưởng thức. Có tính tình, rất đàn ông, là một hán tử có huyết tính. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Nhưng ngươi không nên trở về. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta lúc đầu cũng không muốn trở về, là các ngươi bức ta trở về. Dương Giản trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nơi có người, liền có đấu tranh. Có người muốn ngươi trở về, là muốn gây ra phân tranh. Mà muốn giải quyết phân tranh, ngươi phải chết. Dương Diệp lắc đầu. Ta không muốn chết. Dương Giản nhẹ gật đầu. Không có người muốn chết. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Giết ta có chỗ tốt gì không? Dương Giản trầm mặc. Không thể nói sao, dù sao ta khả năng cũng là kẻ chắc chắn phải chết, không phải sao? Dương Diệp nói. Dương Giản nói. Người giết ngươi, trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng, trở thành người ứng cử thế tử. Trừ cái đó ra, còn thu hoạch được một bảo vật chân cấp. Chân cấp. Chậc chậc, Dương gia các ngươi thật cam lòng. Lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nói. Chân cấp, ở hệ Ngân Hà Trung Thiên Vũ Trụ chúng ta, thuộc về bảo vật truyền thuyết A. Dương Diệp trầm mặc, hắn cũng không nghĩ tới Dương gia có người vì giết hắn mà không tiếc lấy ra bảo vật chân cấp. Bảo vật chân cấp mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết rất khủng bố. Phải biết, bảo vật chí cấp đã cực kỳ nghịch thiên. Bảo vật chân cấp, tăng thêm người ứng cử Dương gia thế tử, cái dụ hoặc này, những Dương gia thiếu gia kia làm sao có thể cự tuyệt được. Đừng nói những thiếu gia này, hắn cũng có chút động tâm. Lúc này Dương Giản lại nói. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái gì? Dương Diệp nói. Dương Giản nhìn Dương Diệp. Dương gia không có khả năng để ngươi làm thế tử. Vì cái gì? Dương Diệp nói. Dương Giản nói. Sợ, rất nhiều người sợ. Nếu để cho ngươi thành thế tử, bọn hắn ăn ngủ không yên. Cho nên, dù cho có người trong bóng tối bảo hộ ngươi, nhưng lần này, ngươi y nguyên sẽ chết. Bởi vì những người bảo vệ ngươi kia, đã cùng những người muốn giết ngươi hình thành ăn ý. Cái ăn ý gì? Dương Diệp nói. Cường giả chân cảnh không xuất thủ. Dương Giản nói. Dưới tình huống cường giả chân cảnh không xuất thủ, ngươi có thể sống, tính bản sự của ngươi, ngươi chết, vậy cũng không oán người được. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Giản. Nói như vậy, vô luận như thế nào, ta cũng không đi ra Thiên Cơ Thành được, đúng không? Dương Giản nhìn Dương Diệp. Đúng vậy. Dương Diệp đột nhiên khẽ nở nụ cười. Thần sắc hắn dần dần giữ tợn lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói. Là các ngươi bức ta trở về, tốt, ta trở về. Mà bây giờ, các ngươi lại muốn ta chết, cảm thấy ta là bùn, muốn bóp thế nào thì bóp đúng không? Nói xong, trường kiếm hắn trực chỉ đám người Dương Giản. Không phải muốn ta chết sao? Đến, là đơn đấu hay quần ẩu? Lúc này, nam tử mặc trường bào màu mực bên cạnh Dương Giản đột nhiên đi ra. Mà Dương Giản lại ngăn hắn, sau đó nhìn hắn lắc đầu. Cổ Tà huynh, chúng ta không cần cùng hắn đơn đấu. Cổ Tà mỉm cười. Ta biết ý tứ của ngươi, bất quá để cho ta đánh với hắn một trận được không? Ngươi biết, ta luôn không thích lấy nhiều khi ít. Như vậy đi, nếu ta bại, các ngươi lại xuất thủ. Dương Giản trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút. Đương nhiên. Cổ Tà nhẹ gật đầu. Sau đó đi về phía Dương Diệp. Người ta không ân oán, nhưng Dương Giản là huynh đệ của ta, ta phải trợ giúp hắn. Nói xong, tay hắn khẽ động, căn trường côn màu vàng xuất hiện ở trong tay. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy thì đánh đi. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành kiếm quang bắn nhanh ra. Kiếm quang xuất hiện, như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Khí thức lăng lệ làm cho thần sắc đám người Dương Giản lập tức ngưng trọng lên. Hai loại ý cảnh trí cảnh, còn gia trì ý chí bất khuất, có thể nói, giờ phút này Dương Diệp tùy tiện một đạo kiếm khí cũng cực kỳ kinh khủng. Nơi xa, vẻ mặt Cổ Tà nghiêm túc, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên trường côn trong tay hắn đâm về phía trước. Đang! Một tiếng va đập chói tai vang vọng, trong chốc lát, không gian mấy ngàn trượng rạn nứt ra. Cùng lúc đó, Dương Diệp cùng Cổ Tà bị lực lượng cường đại chấn liên tiếp lui về phía sau, bất quá, Dương Diệp lui không đến 10 trượng liền ngừng lại.
Sau một khắc, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Cổ Tu, mà lúc này, trong tay trái hắn nhiều thêm cổ sao. Kiếm vào vỏ, sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chém xuống một cái. Kiếm ra, oanh, không gian xung quanh run lên kịch liệt, phảng phất như không chịu nổi lực lượng của một kiếm này, vô cùng dọa người. 17 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật điệp ra. Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật ra chỉ sát ý bất khuất cùng kiếm ý bất khuất. Cảm giác được lực lượng trong kiếm của Dương Diệp, sắc mặt nam tử kia lập tức biến đổi, huyền khí trong thân thể điên cuồng tuôn ra, sau đó côn sắt trong tay hắn cản lên. Kiếm côn vừa mới tiếp xúc. Oanh! Côn sắt ầm vang vỡ vụn, cổ tà thì bị chấn đến 2000 trượng, nhưng hắn không có chuyện gì, bởi vì ở trước ngực hắn có một khiên tròn màu vàng. Khiên tròn màu vàng kia hấp thu phần lớn lực lượng trong một kiếm vừa rồi, bởi vậy cổ tà mới bình yên vô sự. Bất quá hắn vừa dừng lại, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt, sau đó lần nữa rút kiếm chém. Đồng tử cổ tà hơi co lại, một tay đặt lên khiên tròn màu vàng, trong chốc lát, khiên tròn màu vàng tuôn ra một đạo kim quang chướng mắt, kim quang đánh vào một kiếm kia của Dương Diệp, hai cỗ lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc. Oanh! Xoạt xoạt! Theo âm thanh nổ vang vang lên, không gian xung quanh trong nháy mắt rạn nứt, không chỉ như thế, không gian rạn nứt càng lúc càng lớn, không gian giữa sân muốn sụp đổ. Nhưng mà lúc này, những không gian kia đột nhiên quỷ dị được chữa trị. Nơi xa, Dương Diệp không có ra tay lần nữa, hắn ngẩng đầu nhìn hư không, sau đó cười lạnh. Có người đang giúp đỡ cổ tà, phải nói, có người đang giúp đỡ Dương Giản. Vừa rồi hắn cố ý muốn phá mất không gian nơi này. Chỉ cần không gian nơi này vỡ vụn, có thể nói, hắn có thể lập tức thuấn sát cổ tà, không chỉ có thể thuấn sát cổ tà, còn có thể mượn nhờ hắc động chém giết tất cả cường giả trí cảnh ở sau lưng Dương Giản. Nhưng không gian vừa mới có dấu hiệu vỡ nát, trong bóng tối liền có người chữa trị không gian. Nơi xa, cổ tà lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Sát ý trí cảnh, kiếm ý trí cảnh, còn có một luồng sức mạnh thần bí, tốt, thực rất mạnh. Đáng giá ta nghiêm túc. Nói xong, hắn bước ra một bước, trong chốc lát, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn bao phủ ra. Ngay sau đó, từng đạo tàn ảnh không ngừng từ trong thân thể hắn thoáng hiện, những tàn ảnh này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tầng tầng lớp lớp bao vây Dương Diệp lại. Cẩn thận, đây ít nhất là huyền kỹ nửa bước chân cấp. Một bên, Lục Ly Ca vội vàng nhắc nhở. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong đó xé rách ra. Thoáng qua, vô số đạo kiếm khí mãnh liệt bắn ra, qua trong giây lát, những tàn ảnh kia bị kiếm quang xé rách, cùng lúc đó, một tiếng kiếm minh vang vọng lên. Nơi xa, trong mắt cổ tà lóe lên lệ khí, tay phải chụp lấy khiên tròn màu vàng, chân phải nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một vệt kim quang tiến vào trong tàn ảnh cùng kiếm quang. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng kiếm minh cùng tiếng nổ lớn. Ước chừng qua 30 tức sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tàn ảnh cùng kiếm quang chậm rãi tiêu tán. Mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa, rất nhanh, trong mắt của mọi người, một nam tử đi ra. Nam tử này chính là Dương Diệp. Mà trên tay Dương Diệp, dẫn theo một cái đầu, mà đầu này, chính là của cổ tà. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Giản chậm rãi đóng lại. Một bên, Dương Diệp tiện tay ném đi, cái đầu lăn tới trước mặt Lục Ly Ca. Sau đó nói, ta muốn xếp mấy chữ, lấy đầu những người ta vừa mới giết kia tới làm, xếp lại mấy chữ đưa cho Dương gia. Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu, rất nhanh, Lục Ly Ca thu đầu người trước bị Dương Diệp giết tới. Dương Diệp nhìn thoáng qua những đầu người kia, sau đó lắc đầu. Không đủ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám người Dương Giản. Mượn đầu các ngươi dùng một lát. Mượn đầu dùng một lát. Nghe Dương Diệp nói, thần sắc đám người sau lưng Dương Giản vô cùng khó coi. Xem thường. Trắng trợn xem thường. Sắc mặt Dương Giản cũng trầm xuống, hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Xác thực không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà đạt đến loại trình độ này. Lúc trước hắn gặp qua thực lực của Dương Diệp, khi đó Dương Diệp đối chiến cường giả nửa bước chân cảnh còn cực kỳ cố sức, mà bây giờ, thực lực của Dương Diệp. Cường giả nửa bước chân cảnh bình thường căn bản không có cách chống lại hắn. Mà cái này, chỉ sợ còn không phải thực lực chân chính của Dương Diệp. Dương Diệp không nói gì, hắn cầm kiếm trong tay chậm rãi đi về phía đám người Dương Giản,
hắn cứ đi như vậy, không có thi triển bất luận ý cảnh gì, ngay cả một tia huyền khí ba động cũng không có, nhưng đám người Dương Giản lại cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, đặc biệt là trên tâm lý. Một loại kiềm chế tiếp cận tiếng lòng. Dương Giản gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp càng ngày càng gần, khi đi tới trước mặt đám người Dương Giản vài chục trượng, Dương Giản đột nhiên giơ tay phải lên, trong chốc lát, 20 đạo khí tức cường đại từ sau lưng hắn phóng lên trời. Ngay sau đó, 20 đạo khí tức này tựa như một ngọn núi vô hình nghiền ép về phía Dương Diệp. Ngoại trừ 20 cường giả chí cảnh, còn có khí tức lão giả bên cạnh hắn, cỗ khí tức kia ở phía trước nhất, cũng là cường đại nhất. Nửa bước chân cảnh, cỗ khí tức kia đi vào trước mặt Dương Diệp không sai biệt lắm mấy trượng, Dương Diệp dừng bước, sau một khắc, hai cỗ ý cảnh đột nhiên từ trong thân thể hắn tuôn ra. Sát ý bất khuất, kiếm ý bất khuất, rất nhanh. Hai ý cảnh cùng những khí tức kia va chạm vào nhau. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn, không gian run lên kịch liệt, cứ như vậy, ý cảnh cùng khí thế của song phương ở trên không trung giằng co. Mặc dù Dương Diệp chỉ có một người, nhưng kiếm ý bất khuất cùng sát ý bất khuất của hắn đối mặt 21 cỗ khí tức cường đại kia, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thời gian dần trôi qua, không gian chung quanh đột nhiên nhẹ nhàng run lên, như mặt hồ bị gió thổi qua. Thời gian từng chút trôi qua, ước chừng qua nửa khắc, không gian ba động càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh. Lại qua không sai biệt lắm một khắc, không gian chung quanh đã rung động kịch liệt, phảng phất như phát sinh động đất, vô cùng dọa người. Giờ phút này, không gian chung quanh đã không chịu nổi lực lượng của song phương. Qua không sai biệt lắm nửa khắc, xoạt xoạt, một thanh âm thanh thúy vang lên, theo thanh âm thanh thúy này vang lên, không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt. Bất quá không gian vừa mới rạn nứt, lại bị mấy đạo lực lượng thần bí trong nháy mắt chữa trị. Nơi xa, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn chân trời, khóe miệng nổi lên vẻ cười lạnh, đối phương rất sợ hắn chấn vỡ không gian a. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần có thể chấn vỡ không gian chung quanh, hắn liền có thể lợi dụng không gian hắc động, khi đó cường giả chân cảnh hắn cũng không sợ. Còn những chí cảnh này, mặc dù những cường giả chí cảnh kia đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng nếu như không gian vỡ vụn, hắn giết những người này, giống như giết gà. Đương nhiên, coi như không gian không phá nát, chỉ cần một đối một đơn đấu, hắn cũng có thể tùy tiện tru sát đối phương. Giết! Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Giản. Thanh âm rơi xuống, những chí cảnh phía sau hắn cùng cường giả nửa bước chân cảnh dẫn đầu bắn mạnh tới Dương Diệp. 21 người trong nháy mắt đi tới bốn phía. Sau đó dùng một trận hình quỷ dị bao vây Dương Diệp lại. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở bốn phía. Trận hình. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tay trái nắm thật chặt cổ sao, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên, hắn rút kiếm chém một phát. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trong kiếm của Dương Diệp thoáng hiện, kiếm khí vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đi tới trước mặt tên chí cảnh gần Dương Diệp nhất. Kiếm khí cường đại làm cho không gian xung quanh bóp méo. Nhưng trên mặt tên cường giả chí cảnh kia lại không hề sợ hãi. Kiếm khí đến, trường thương trong tay tên chí cảnh kia đột nhiên đâm về phía trước một cái. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, kiếm khí của Dương Diệp ầm vang vỡ vụn, mà cường giả chí cảnh kia thì bị chấn liên tục lùi lại, bất quá không có mấy trượng, những lực lượng thần bí ở chung quanh đột nhiên tuôn vào trong thân thể cường giả chí cảnh kia. Theo những lực lượng thần bí này tràn vào, chân phải cường giả chí cảnh kia nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái, cả người nhất thời đứng tại chỗ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp trở lại chỗ cũ. Nơi xa, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, cái này khá quái dị. Cường giả chí cảnh kia căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, đối phương cũng không có khả năng đón đỡ một chiêu của hắn, nhưng đối phương không chỉ đón đỡ một kiếm, còn lông tóc không hư hại. Cẩn thận! Đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nói. Trận này hẳn là tụ thần trận chứ danh của Dương gia các ngươi, trận này vừa ra, người trong trận có thể tựa như một thể, nói cách khác, người đối mặt một người, là đối mặt mọi người trong trận. Cho nên ngươi tự cầu phúc đi. Tụ thần trận. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên, giờ phút này hắn mới phát hiện, mọi người chung quanh tựa như một thể, mặc kệ là động tác, hay khí tức, đều liền thành một khối. Giết. Đúng lúc này. Giữa sân vang lên thanh âm của Dương Giản. Một tên cường giả chí cảnh cách Dương Diệp gần nhất đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước mặt Dương Diệp,
sau đó một thanh trường thương mang theo lực lượng cường đại đâm tới Dương Diệp. Thương ra như sấm, không gian chấn động, vô cùng dọa người. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, không dám khinh thường, tay khế động, trường kiếm mang theo sát ý bất khuất cùng kiếm ý bất khuất đâm tới. Hắn cũng không dùng kỹ xảo gì. Chính diện va chạm. Hắn ưa thích chính diện va chạm. Kiếm cùng trường thương đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc. Giang. Một âm thanh bén nhọn vang lên, cùng lúc đó, một cỗ khí lãng vô hình từ đầu mũi thương khuếch tán ra. Dương Diệp cùng tên cường giả trí cảnh kia đứng mũi chịu sào bị cỗ khí lãng ngổ này chấn liên tiếp lui về phía sau, mà Dương Diệp vừa mới lui, sắc mặt hắn liền biến đổi, bởi vì sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một tên cường giả trí cảnh, sau đó lại một thanh trường thương đâm tới. Trong thanh trường thương kia ẩn chứa lực lượng cường đại, không yếu hơn một thương vừa rồi. Trong mắt Dương Diệp lóe lên hàn mang, sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn vào vỏ, sau đó quay người rút kiếm chém một phát. Ông! Tiếng kiếm reo vang lên, không gian chung quanh bị chấn run lên kịch liệt. Đang! Dương Diệp chém ra một kiếm, trường thương trong tay tên trí cảnh kia cùng trường kiếm trong tay hắn run lên kịch liệt. Ngay sau đó, tên cường giả trí cảnh kia bị chấn liên tục lùi lại, mà Dương Diệp cũng tương tự bị lực lượng trong đó chấn lùi lại. Nhưng hắn còn chưa lui mấy trượng, lại một tên cường giả trí cảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau, như trước đó, một thanh trường thương đã đi tới sau lưng. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp rốt cục thay đổi. Giờ phút này, hắn rốt cục phát hiện chỗ kinh khủng của trận pháp này. 21 người hợp lực, lực lượng kia, xem như không so được cường giả chân cảnh, nhưng khẳng định cũng sẽ không yếu bao nhiêu, mà cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, 21 người liên hợp có thể mạnh hơn chân cảnh. Bởi vì coi như hắn đánh lui một người, nhưng một người khác sẽ lập tức xuất hiện, mà người này, lực lượng còn cường đại như vậy. Nói cách khác, trừ khi hắn một kích đánh tan mọi người giữa sân, bằng không thì, hắn sẽ bị tươi sống mài chết. Nhưng hắn làm sao có thể một kiếm đánh tan 21 người? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Dương Diệp quay người chém ra một kiếm. Kiếm ra! Oanh! Trường thương cùng kiếm của Dương Diệp run lên kịch liệt, ngay sau đó, hai người lần nữa bị chấn liên tục lùi lại, nhưng giống như lúc trước, Dương Diệp vừa mới lui. Lại một tên cường giả trí cảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Nơi xa, nhìn thấy một màn này, thần sắc của Lục Ly Ca lập tức trầm xuống. Tiếp tục như vậy, Dương Diệp khẳng định sẽ bị mài chết, thế nhưng lúc này hắn căn bản bất lực, bởi vì khí tức của Dương Giản một mực khóa ở trên người hắn, chỉ cần hắn động thủ, đối phương khẳng định sẽ lập tức ra tay. Cho nên, hắn căn bản là không có cách viện trợ. Giữa sân, Dương Diệp đã hoàn toàn bị áp chế, giờ phút này hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Bởi vì hắn căn bản không có cách chủ động tiến công, mỗi lần hắn đối mặt một tên cường giả trí cảnh đều tương đương với 21 người hợp thể, bởi vậy hắn không thể trực tiếp miểu sát một người. Oanh! Sau khi Dương Diệp một kiếm đẩy lui một tên cường giả trí cảnh, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng tên một cường giả trí cảnh. Ám chi pháp tắc. Nhưng hắn mới vừa xuất hiện ở sau lưng cường giả trí cảnh kia, một cỗ khí tức cường đại từ trong thân thể đối phương tràn ra. Bành! Dương Diệp vừa mới xuất hiện bị cỗ khí tức này chấn lui. Ám chi pháp tắc. Lúc này, xa xa Dương Giản đột nhiên nói. Đối với ám chi pháp tắc của ngươi, chúng ta rất kiêng kỵ, cho nên chúng ta làm sao có thể không có đề phòng. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại nói. Ngươi không phải còn có một người trợ giúp sao? Còn không gọi ra, đúng, ngươi không phải còn có bức đồ kia sao, cũng có thể dùng ra thử một chút. Trong đám người, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Giản, sau đó thu hồi ánh mắt, hắn nhìn lướt qua những trí cảnh kia, trầm mặc một cái chớp mắt, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những trí cảnh kia cường giả vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. Hiển nhiên, Dương Diệp đây là muốn phát đại chiêu. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên nói. Là thời điểm để cho các ngươi mở mang kiến thức thực lực chân chính của ta. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mọi người nhất thời như lâm đại địch. Nhưng Dương Diệp lại trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Lục Ly Ca, sau đó hắn nhìn thoáng qua đám người Dương Giản. Đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút lại đánh tiếp. Đám người. Đánh mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút lại đánh.
thần sắc đám người Dương Giản vô cùng khó coi, đây là nhà tròi sao? Đây là sinh tử chiến đấu à? Còn nghỉ ngơi một chút. Nơi xa, Dương Giản nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Ta đánh giá thấp sự vô sỉ của ngươi, nguyên lai, kiếm tu cũng biết ra vẻ. Dương Diệp lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt vào, sau đó nhìn về phía Dương Giản. Vô sỉ, một đám người bọn ngươi đánh một mình ta, còn không biết xấu hổ nói ta vô sỉ. Nói xong, hắn mang theo trường kiếm đi về phía 21 cường giả. Nơi xa, hai mắt Dương Giản nhíu lại. Thế nào, nghỉ ngơi tốt rồi. Dương Diệp không nói gì, giờ phút này, 21 người đã bao vây hắn lại, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí bao phủ hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua 21 người kia, rất nhanh, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Dương Giản nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Giết! Hưu! Một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, ngay sau đó, một thanh trường thương đi tới trước mặt Dương Diệp. Thời điểm trường thương cách mi tâm Dương Diệp còn không sai biệt lắm 10 phân, tay Dương Diệp khẽ động, trường kiếm trong tay như rắn độc đâm ra. Kiếm ra, vừa vặn đâm vào mũi thương. Đang! Theo một tiếng vang chói tai, thanh trường thương kia run lên kịch liệt, trực tiếp giãn nứt, mà Chí Cảnh tay nắm trường thương kia bị chấn liên tục lùi lại, lúc này chân phải Dương Diệp nhẹ nhàng dẫm mặt đất một cái. Lấn người mà lên, trong nháy mắt đi tới tên trước mặt cường giả Chí Cảnh kia. Lúc này, một cường giả Chí Cảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Nhưng lần này Dương Diệp không có đi quản tên cường giả Chí Cảnh ở sau lưng. Hắn không chỉ không dừng lại phòng ngự cường giả Chí Cảnh ở sau lưng, còn chân phải dẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Nhất kiếm luân hồi. Thời điểm Dương Diệp thi triển nhất kiếm luân hồi, tên cường giả Chí Cảnh trước mặt hắn sắc mặt đại biến. Phải biết giờ phút này hắn không có lực lượng của mọi người gia trì, bởi vì lúc này được gia trì chính là cường giả Chí Cảnh ở sau lưng Dương Diệp. Mặc dù không được gia trì lực lượng, nhưng tên cường giả Chí Cảnh này gặp nguy không loạn, huyền khí trong thân thể điên cuồng tuôn ra, sau đó bổ về phía Dương Diệp. Mà tên cường giả Chí Cảnh ở sau lưng Dương Diệp hiển nhiên cũng biết ý đồ của Dương Diệp, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đi tới trước mặt, ý đồ cứu tên cường giả Chí Cảnh kia. Dương Diệp không có dừng lại, rất nhanh, kiếm trong tay hắn đâm vào trên bàn tay tên cường giả Chí Cảnh kia. Xuy, vừa mới tiếp xúc, sắc mặt tên cường giả Chí Cảnh kia đại biến, bởi vì kiếm của Dương Diệp trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Mặc kệ giờ phút này, trường thương của tên cường giả Chí Cảnh ở sau lưng Dương Diệp cũng muốn đâm vào lưng hắn, bất quá thời điểm sắp đâm vào lưng Dương Diệp, một tấm chắn đen kịt xuất hiện. Cùng lúc đó, chân phải Dương Diệp giẫm mặt đất một cái. Cả người bắn ra. Xuy. Kiếm quang lóe lên, một cái đầu lâu bay lên, trường thương của cường giả Chí Cảnh kia cũng đâm vào trên tấm chắn. Bành. Trong trường thương ẩn chứa lực lượng cường đại, trực tiếp chấn Dương Diệp bay về phía trước, bất quá bay còn chưa tới mấy trượng, Dương Diệp đã ngạnh xanh ngừng lại, sau đó cả người tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau tên cường giả Chí Cảnh kia. Oanh. Đối phương hiển nhiên có đề phòng. Hắn mới xuất hiện ở sau lưng, một cỗ khí thế cường đại đẩy lui hắn, sau đó tên cường giả Chí Cảnh kia quay người đâm Dương Diệp một cái. Nhưng Dương Diệp hiển nhiên sớm biết sẽ như vậy, thời điểm bị đẩy lui, hắn trực tiếp quay người rút kiếm chém về phía tên cường giả Chí Cảnh gần nhất. Tên cường giả Chí Cảnh ở trước mặt Dương Diệp sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ mặc kệ cường giả ở sau lưng, ngược lại tới chém hắn, bất quá còn tốt, đúng lúc này. Lực lượng của 20 người đột nhiên gia trì ở trên người hắn, nhưng thời điểm lực lượng gia trì ở trên người hắn, Dương Diệp đột nhiên thu kiếm, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng cường giả Chí Cảnh lúc trước, sau đó. Xuy, kiếm quang hiện lên, một cái đầu lâu bay ra. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của Dương Giản lập tức trầm xuống. Nơi xa, sau khi Dương Diệp thuấn sát một tên cường giả Chí Cảnh. Lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy, mấy tức về sau, lại một tên cường giả Chí Cảnh đầu ném đi ra. Lúc này, Dương Diệp đã dần dần ở vào thượng phong. Hiện tại hắn đã tìm được phương pháp phá trận. 21 người liên thủ, hắn căn bản không có cách chiến thắng. Lực lượng ngưng tụ, là ưu điểm của trận pháp này, nhưng cũng là khuyết điểm của trận pháp này, bởi vì khi một người được gia trì lực lượng, người còn lại đều rất bình thường. Vào lúc này, hắn có thể không cần đi liều mạng với người được gia trì lực lượng, hắn trước tiên có thể đi giết người khác, đương nhiên,
Tiền đề là tốc độ của hắn phải nhanh, kiếm đủ mạnh, có thể làm được một kiếm miểu sát. Vừa vặn, tốc độ của hắn rất nhanh, cũng có thể một kiếm miểu sát. Cứ như vậy, 21 người không đến nửa khắc đồng hồ, đã bị Dương Diệp giết gần một nửa, mà lúc này, xem như 10 người liên thủ, Dương Diệp cũng không sợ chút nào, có thể trực tiếp áp chế đối phương. Nơi xa, Dương Giản trầm mặc hồi lâu, sau một khắc, hắn đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, nhưng thời điểm hắn tiêu thất, Lục Ly Ca cũng tiêu thất. Một đạo đao quang tuyết trắng lóe lên. Oanh! Giữa sân vang lên âm thanh nổ vang, ngay sau đó, Lục Ly Ca trở lại chỗ cũ, Dương Giản cũng đứng ở tại chỗ. Một bên, Lục Ly Ca cười hắc hắc. Đại thiếu gia, chúng ta thử hai chiêu đi. Dương Giản nhìn thoáng qua Lục Ly Ca. Cũng tốt, trước hết giết ngươi. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn tiêu thất, Lục Ly Ca cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Lục Ly Ca cùng Dương Giản trực tiếp chiến lại với nhau. Thực lực của Lục Ly Ca rất tốt, bất quá so sánh với Dương Giản hiển nhiên còn có chút chênh lệch, vừa mới giao chiến, hắn đã rơi vào hạ phong. Nhưng còn có thể miễn cưỡng chống cự. Kéo. Với hắn mà nói, cũng không phải nhất định phải đánh giết Dương Giản hoặc chiến thắng Dương Giản, chỉ cần hắn kéo tới trình độ nhất định, giúp Dương Diệp tranh thủ một chút thời gian liền được. Nửa khắc đồng hồ sau. Oanh. Theo một tiếng nổ vang, Lục Ly Ca bị Dương Giản chấn đến hơn ngàn trượng. Lục Ly Ca vừa dừng lại, một vòng tiên huyết từ khóe miệng hắn tràn ra, lúc này, Dương Giản xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một chưởng đập về phía Lục Ly Ca. Chưởng ra, không gian chung quanh Lục Ly Ca run lên kịch liệt, ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại lần nữa đánh bay Lục Ly Ca mấy trăm trượng. Dương Giản muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này sắc mặt hắn đột biến, vội vàng ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về nơi xa, xa xa chiến đấu đã ngừng. Ở nơi đó, chỉ có một người, người này eo chính là Dương Diệp. Mà ở dưới chân Dương Diệp, là 21 cái đầu. Bất quá Dương Diệp cũng không phải bình yên vô sự, khóe miệng của hắn có máu tươi chảy ra. Giết 21 người, hắn đồng dạng bỏ ra giá lớn, cái giá lớn này là nhục thân cùng thân thể bị đánh rách tả tơi. Bất quá, đối với hắn mà nói, loại thương thế này, chỉ có TK hề coi là vết thương nhỏ. Hồng mông tử khí nơi tay. Chỉ cần không nhất kích tất sát, hoặc một kích đánh cho tàn phế, với hắn mà nói, đều là vết thương nhỏ. Dương Giản nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thực đánh giá thấp ngươi, ta đánh giá thấp ngươi, những người kia cũng đánh giá thấp ngươi nghiêm trọng. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi đã mạnh đến loại trình độ này. Dương Diệp mỉm cười. Đến, để cho ta nhìn xem Dương gia đại thiếu gia thực lực như thế nào. Nói xong, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Ông, thời điểm Dương Diệp tiêu thất, một tiếng kiếm minh vang lên, mà nơi xa, Dương Giản cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh, âm thanh nổ vang như kinh lôi ầm vang vang vọng, không gian xung quanh run lên kịch liệt, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh bay ra, nhưng sau một khắc, hai người lại bắn mạnh tới nhau. Trong nháy mắt, từng đạo trưởng ấn cùng kiếm quang răng khắp nơi, không gian lập tức bị lực lượng của hai người chấn run rẩy, phảng phất như muốn sụp đổ, vô cùng dọa người. Oanh! Theo một tiếng nổ lớn, không gian xung quanh đột nhiên rạn nứt, cùng lúc đó, hai người liên tục lùi lại gần ngàn trượng mới dừng. Vừa dừng lại, khóe miệng Dương Giản tràn ra tiên huyết chảy ròng, qua trong giây lát liền nhuộm đỏ quần áo trước ngực hắn. Mà lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, thời điểm hắn tiêu thất, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt Dương Giản. Hai mắt Dương Giản nhíu lại, cánh tay khẽ động, ngay sau đó. Hắn vỗ về phía trước một trường. Trường ra, một trường ấn thoáng hiện. Kiếm quang đến. Oanh! Trường ấn bị một kiếm chấn vỡ, cùng lúc đó, Dương Giản lần nữa bị đẩy lui mấy trăm trượng. Phốc! Vừa dừng lại, trong miệng Dương Giản phun ra một ngụm tinh huyết. Dương Giản lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thực đánh giá thấp ngươi, thật quá đánh giá thấp ngươi. Sau đó thì sao? Nơi xa, Dương Diệp cười nói. Dương Giản nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta không giết được ngươi, nhưng còn sẽ có người đến. Nói xong, tay hắn khẽ động, một phù lục xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, một vệt kim quang đột nhiên bao phủ ở trên người. Nhưng đúng lúc này, xa xa linh hồn Dương Diệp đột nhiên từ trong cơ thể nổ vọt ra, ngay sau đó, linh hồn hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi bản linh hồn.
nhất kiếm luân hồi bản linh hồn ra chỉ hai loại ý cảnh trí cảnh. Kiếm quang hiện lên, oanh, đạo kim quang ở quanh người Dương Giản ầm vang vỡ vụn, ngay sau đó, hai mắt Dương Giản trợn tròn, thoáng qua, một trận gió nhẹ thổi tới, đầu của Dương Giản từ trên cổ rớt xuống. Mà lúc này, linh hồn Dương Diệp đã trở lại trong cơ thể hắn. Dương Diệp đi đến trước mặt đầu người Dương Giản, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lập tức cười nói. Ta luôn thích bọn ngươi đánh giá thấp ta, bởi vì như vậy, ta mới có thể giết thoải mái. Nói xong, hắn đột nhiên vươn đầu lưỡi liếm tiên huyết ở khóe miệng, nụ cười biến thành cười tà. Biết không, ta cảm thấy giết người có thể sẽ nghiện, bởi vì hiện tại ta có chút ưa thích loại cảm giác giết người này. Nói xong, chân phải hắn đạp nát đầu Dương Giản, sau đó cười gằn nói. Cho ta nhiều người một chút, ta muốn giết đủ, cầu các ngươi. Nói xong, mạch máu dưới làn da Dương Diệp đột nhiên rung động nhẹ nhẹ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.